Và tiếp theo thì em lên mã xẻo kho luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá, cây gãi lưng. Đấy, cây này bữa trước đang bán là 30.000, hôm nay em xẻo kho. Đấy, vừa bán vừa tặng cho bác luôn. Giá sẽ là 10.000 một cây thôi nhá. 10.000. Lên mã em sẽ là cây gãi lưng, 10k một cây gãi lưng này, chỉ có 10.000 thôi. Giá nó rất là hạt rẻ bình dân luôn đây. Cái cây gãi lưng này bình thường nó ngắn này nhá, thì nếu mà các bác muốn dài các bác kéo ra. Đó. Ok không? Đấy các bác kéo ra. Đấy thi thoảng mình gãi lưng, đấy lưng các thứ những cái chỗ nào mình không với tay để mình gãi được thì mình dùng cái này các bác gãi cho em. Đấy, đây phần đầu đó, đầu sừng này. Ok luôn nhá. 10k một cây này có nhá, chỉ có 10.000 thôi. Đấy vừa bán vừa tặng vừa biếu bác chiên cho bác này. Đấy dịp cuối năm nhá. Đấy có phần móc đeo này, ok luôn nhá. Chắc chắn cái phần ống này có ống bằng inox đấy. Đấy nói chung là đẹp mà dùng nó tiện. Đấy, mua về mỗi nhà một cây, mình thi thoảng mình rất là cần dùng những cái này. Đấy. Lúc nào mà lưng mà xa quá các bác không gãi được các bác dùng cái cây cho. Nó gọi là cây gãi lưng nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cây gãi lưng, sản phẩm cây gãi lưng, 10.000 một cây thôi. Đấy. 10.000 một cây, giảm giá chiên sập sàn bác luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái bộ mũi khoan đa năng nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ mũi khoan đa năng, một bộ này sẽ gồm có là 5 mũi, em báo giá xả kho luôn này. Bộ mũi khoan đa năng này thì bữa trước đang bán giá là 150.000, hôm nay em về đó bác một cái giá cực kỳ tốt luôn, giá chỉ còn có 100.000 một bộ nhá. 100k một bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nha. Đấy, nó gồm có là 5 mũi nha. Đây em sẽ mở ra bác coi bộ này. Đấy. Đó bác coi bộ hàng bãi Nhật nhá, hàng bãi Nhật đây nó sẽ gồm có là 5 mũi này. À, 2 mũi dùng phổ thông dùng nhiều nhất này. Đấy các bác hay dùng nhất, sử dụng nhiều nhất này thì đó là 2 mũi 6 nhá, 2 mũi 6 này. 2 mũi 6 mm này. Đấy, tiếp theo thì là một mũi kích cỡ là 8 mm này. Đấy 8 mm mũi 8 này. Một mũi nữa thì sẽ có kích cỡ là 10 mm này. Đấy 10 mm. Một mũi nữa to nhất thì sẽ có kích cỡ là 12 mm nhá. Tổng sẽ gồm có là 5 mũi. 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Và cái con này thiết kế nó rất là hay, nó thiết kế dạng là đầu tên lửa này. Đấy, cái đầu tên lửa này khi mà các bác khoan ấy nó vào rất là ngọt, đặc biệt là các bác khoan những cái dạng trơn trượt như là tường gạch men. Đấy, tường đá hoa, tường gạch men ấy, tường gạch gốm ấy là các bác khoan ấy, bình thường những cái mũi bình thường là các bác hay rất hay bị trượt, thì khi mà bị trượt nó cực kỳ là dễ gây vỡ gạch. Đấy. Nên là rất là xấu thì các bác mua cho em cái con này về. Cái phần đầu nó này thiết kế dạng tên lửa này. Các bác cứ khoan các bác nhấp cho em vào từ từ nó vào rất là ngọt luôn. Đấy, hàng bao dùng bao xài bác luôn nhá. Về mà các bác không khoan được em cho các bác trả lại luôn. Đấy, cái này em cũng đã dùng trải nghiệm rồi, dùng cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác khoan sử dụng gia đình này. Anh em thợ thuyền khoan cực kỳ ok, đặc biệt là trong cái điều kiện các bác khoan là nó bị trơn trượt nhiều. Đấy thì các bác mua ngay cho em bộ này về. Cái phần đầu nó là đầu tên lửa nên khoan nó vào rất là ngọt luôn nhá. Vào cực kỳ ngọt luôn. Đó. 100.000 nhá, em nay em xả kho. Đấy, sập sàn bác luôn. 100.000 cho một cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nha. Đấy. Có những cái chỗ khác đang bán 150-200 đấy, bên em đang xả kho, gọi là bán lãi tình cảm cho bác thôi. Đấy, 100.000 nhá, 100.000. Lên mã em sẽ là cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi luôn nhá. Tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn, cũng là cái bộ đồ nghề dụng cụ. Đó thì em về thêm cho bác đó là cái bộ lục giác cũng như là bộ hoa thị hàng của thương hiệu JT của USA này. Đấy, USA. Bộ này thì bán cũng rất là nhiều luôn. Đấy, bán rất là nhiều nhá. Đây, một bộ này là bộ hoa thị này. Đấy, bộ hoa thị nhá. Một bộ hoa thị sẽ gồm có là 2 4 5, tổng là 9 cây nhá. 9 cây các cỡ là từ 1.5 cho đến 10 nhá. 1.5 đến 10 hàng của Tool USA của thương hiệu JT này. Đấy, bộ này là bộ hoa thị này. Còn bộ này là bộ lục giác nhá. Đấy, bộ lục giác đây. Bộ lục giác đây. Đó, bộ lục giác này. Đấy, đầu là đầu lục giác nhá. Đầu lục giác. Đấy, đầu lục giác có đầu bi nhá, có đầu bi. Đấy, thì nó cũng có tổng là 9 cây từ cỡ là từ 1.5 cho đến 10. Thì đây là bộ hoa thị này. À quên, bộ lục giác đầu bi này. Còn đây là bộ hoa thị bộ bông này. Nhiều bác trong Nam hay gọi là bộ bông á, lục giác bông nhá. Đấy, thì bên em hôm nay cũng xả kho bộ luôn. Đấy, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bộ lục giác hoặc là bộ hoa thị nhá. Lục giác hoặc là bộ hoa thị hôm nay em sẽ xả kho luôn cái bộ này. Bữa trước đang bán giá là 80.000, hôm nay em xả kho cho bác luôn. Giá chỉ còn có 50.000 một bộ thôi. 50k trong một cái bộ một cái bộ lục giác hoặc là bộ hoa thị này. Đấy thì các bác cứ lấy bộ nào thì các bác cứ liên hệ anh em nhé. Lấy bộ lục giác thì báo là lấy bộ lục giác thì mình em sẽ nhặt cho bác bộ lục giác. Lấy bộ hoa thị thì mình em sẽ nhặt cho bác bộ hoa thị nhá. Hàng rất là đẹp luôn. Đấy, hàng cực kỳ ok, hàng của Mỹ mà nên các bác yên tâm về chất lượng đây. Đấy, không gì phải bàn đâu. Đây, phần hoa thị này quá nét nẹt luôn. Đây phần lục giác này. Đấy, về các bác xoáy sử dụng anh em thợ thuyền xoáy thoải mái luôn. Rồi các bác sử dụng gia đình đôi khi rất là cần những cái bộ nhà. Đấy, rồi là đặc biệt là những cái đầu bộ đầu hoa thị này, nhiều khi những con ốc rất là khó. Đấy, vì nó bằng đầu hoa thị mà rất là khó kiếm. Đấy thì các bác mua trang cái bộ này về hầu gần như là xoáy được hết các loại ốc luôn. Đó, bộ lục giác và bộ hoa thị nhá, bên em đang bán đồng giá xả kho luôn.
chỉ còn có 50.000 một bộ thôi. Đấy, chỉ còn có 50.000 bộ thôi thì các bác nhanh tay vào việc chốt đơn luôn này. Đấy, 50k đồng giá nhá. Bộ hoa thị cũng 50.000 và bộ lục giác cũng 50.000. Các bác lấy bộ nào thì các bác báo nha em để em nhặt cho bác bộ đấy thôi nhá. À, nhiều bác hỏi bên em còn kìm chết không thì em báo luôn là bên em vẫn còn kìm chết nhá. Đấy thì hiện tại em đang phân phối cái dòng kìm chết của thương hiệu Filter. Filter thì một trong những hãng về chuyên về những cái đồ kim khí, đồ cho anh em sửa chữa. Đấy thì đây, một con kìm chết của Filter rất là chất lượng luôn. Hàng đó là dòng chất thép CRV nhá, cực kỳ cứng cáp dày dẫn này. Đấy, hàng của nó sẽ là hàng 5 vít này. 5 vít này. Đấy 5 vít 1 2 3 4 5. Bình thường là các bác mua thị trường nó chỉ có 3 cho đến 4 vít thôi. Nhưng mà hàng nó làm rất là kỹ, hàng làm 5 vít luôn. Đấy, phần tay cầm có bọc ốp nhựa cao su chống trơn trượt. Đấy, khóa lẫy cái thứ vào ngon này. Đấy rất chắc chắn luôn nhá. Cái hàng này thép rất là dày này, lò xo lò xiếc này, hàng thép cực kỳ dày luôn. Đấy, gia công rồi là xử lý kỹ thuật các thứ là làm cực kỳ đẹp, chi tiết tỉ mỉ. Đó, hàng mới keng nguyên vỉ này các nhá, hàng mới keng vỉ này. Đấy thì bên em đang gửi bác một cái con kìm chết Filter này với giá sẽ là 80 ngàn nhá. Lên mã em sẽ cây kìm chết này. Đấy, cây kìm chết đang gửi bác là 80 ngàn cho một cây kìm chết hoặc là kìm bấm nhá. Nhiều bác hay gọi là kìm bấm. Đấy thì miền Bắc hay gọi là kìm chết hoặc là kìm bấm nhá. Đang bán cho bác là 80 nghìn một cây này các nhá, 80k một cây. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây chổi cọ sắt này. Các bác cứ lên mã thì em sẽ được cái cây chổi cọ sắt nhá. Đấy, cây này thì bên em đang gửi bác là giá sẽ là 30 ngàn một cây này nhá, 30k. Đấy, con này thì nó là cái những cái đầu của nó là bằng cái đầu sợi sợi kim loại. Đấy. Đây, đấy khi mà bung nó xòe này. Đấy các bác về dùng để cọ đồ đạc đồ vật này, những cái phần xoong nồi các thứ này mình này. Đấy, dùng cọ được rất là nhiều việc luôn. Đấy. Đây. Đấy, nó rất là dài nhá, nó khoảng tầm 20 cm. Đấy, các bác cầm các bác cọ rất là hay luôn nhá. Lên mã em sẽ cái cây chổi cọ sắt nhá. Bên em đang gửi bác một cái cây chổi cọ sắt này với giá chỉ có 30 ngàn thôi. Đấy, đây nó có những cái đầu sợi sắt thép nó nhỏ li ti này. Đấy, đây này, nhìn này, đấy nó nhỏ li ti này. Ok luôn. 30k nhá, 30k cho một cái cây chổi cọ sắt thép này, chỉ có 30 ngàn thôi, dùng rất ok luôn. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Cái này bên em bán khá là nhiều, các bác dùng rất hay. Đây. Các bác nhìn này, đó, đây, cọ xoong, cọ nồi này, cọ bát đĩa, cọ cốc, cọ chén này. Cọ đa năng, đấy sử dụng nhà bếp rồi là sử dụng trong rất là nhiều việc luôn nhá. Đấy dùng xong mình có thể rửa sạch treo lên. À, 30k một cây nhá, 30k một cây nha. Đấy đây cái phần đầu lông của nó nhá. Đầu lông của nó là đầu lông bằng kim loại nhá, đầu lông bằng kim loại nhá. Nó rất là mềm. Mềm mềm, đấy mềm mềm và nó có lực đàn hồi. Đấy các bác dùng để cọ kè các thứ rồi. Đấy, cho nó trà nó sạch đi ok luôn. 30k một cây chổi cọ sắt nhá, 30.000 một cây. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ vít V9 này. Lên mã với cái bộ vít V9 này. Bộ này thì rất là hay. Đấy, nó là những cái bộ đầu về các bác vặn bu lông nhá. Đấy thì nó sẽ gồm có là các cái cỡ là từ nhỏ nhất là đầu 5 nhá, đầu 5 cho đến đầu lớn nhất là đầu 13 ấy. Đấy, nó sẽ gồm có 9 đầu nhá, 9 đầu. Đây đầu nhỏ là đầu 5 này. 5 này. 6 7 8 9 10 11 12 và 13, tổng sẽ gồm có là 9 đầu nhá. Đấy, đầu lớn nhất là đầu 13 đây. Đấy, con này thì cái phần chân nó sẽ là chân lục giác. Cái đầu chân này thì về các bác có thể lắp vào máy khoan pin, máy khoan cầm tay. Đấy, các bác có thể xoáy ok luôn, rất là tiện dụng nhá. Các bác xoáy bu lông, xoáy ốc vít thứ như nhà mình. Đấy, anh em thợ thuyền sửa chữa này. Đấy, rồi các bác sử dụng gia đình xoáy những dòng ốc cơ bản phổ thông là rất ok luôn. Đấy, từ 5 này. Ở đằng này là sẽ có 5 6 7 8 9 này. Ở đây sẽ có là 13 12 11 10 11 12 13 này. Đấy, con này thì ngoài bắn bù lông có thứ các bác có thể bảo làm đầu bắn tôn luôn. Đấy có thể làm đầu bắn tôn luôn nhá. Đấy làm đầu bắn tôn luôn. Đấy thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái bộ vít là bộ vít mã là bộ vít V9 nhá. Đấy bộ vít V9. Cái này thì em báo giá luôn. Đấy bộ vít V9 này. Bộ vít V9. Bộ vít V9 này. V9 này đang có giá là 40 ngàn thôi. 40 ngàn cho một cái bộ đầu khẩu 9 chi tiết nha. Đấy thì các bác lên mã em sẽ là bộ vít V9 nhá. Đang gửi bác là giá sẽ là 40 ngàn một đồng. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Cái con này nó xoáy rất là đa năng, xoáy ốc vít, xoáy bu lông, rồi làm đầu bắn tôn ok luôn. Đây các bác cùng coi này. Đấy, đây. Con sản phẩm nhá. Đấy, đây. Về các bác lắp trực tiếp vào trong cái máy khoan pin, máy khoan cầm tay của bác là sử dụng ngon lành luôn nhá. Vì cái chân của nó chân lục giác mà. Đấy các bác nhìn này, xoáy ốc này. Ngon lành luôn này. Đấy, xoáy ốc là ngon lành luôn này. Đấy thấy không? Rất ok nhá. Đấy, ngoài xoáy ốc thì các bác có thể bắt vít rồi là bắt ốc này. Đấy, ngon lành luôn, xoáy ra rất ngon lành, xoáy ra sẽ vào là ok. Đấy rất ok, về lắp vào trực tiếp vào máy khoan pin, máy khoan cầm tay anh em nhá. Bộ đầu vít 9 chi tiết nhá. Lên mã em xem cái bộ vít V9 nhá, bộ vít V9. Đấy, bộ vít V9 đầu từ đầu 5 cho đến đầu 13 nhá, từ đầu 5 đến đầu 13 đây. Đấy, rất ok. Giá chỉ có 40 ngàn thôi. Đấy, giá 40k một bộ này không nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà đó là cái cây kìm tuốt dây này. Lên mã em sẽ cây kìm tuốt dây nhá. Cây này về dùng rất là hay. Đấy các bác mua về dùng để tuốt dây, cắt dây.
ngoài chức năng rút dây nó có thể cắt dây này. Đấy, rồi là phần đầu kẹp ok luôn. Đấy, có phần khóa hãm này. Đấy, khóa hãm ngon này luôn nhá. Con này thì các bác tuốt được các cỡ dây là từ cỡ nhỏ nhất là từ cỡ 0.6. Đấy, và cỡ lớn nhất là cỡ 2.6 nhá. Đấy, tuốt các cỡ dây là từ 0.6 đến 2.6. Ngoài chức năng tuốt thì các bác có thể cắt này, đây nó có phần lưỡi cắt này, cắt cực kỳ ngọt luôn. Con này nói chung là tuốt ngọt lắm. Đấy, các bác cứ xem nó phù hợp với cái lỗ nào các bác cho đấy, các bác cầm các bác giật cái ra luôn, tuốt cực kỳ ngọt luôn. Tuốt rất sạch vỏ nhá. Có cả cái phần lò xo trợ lực này. Đấy, lò xo trợ lực rất ok luôn. Lên mã em sẽ đi cây kìm tuốt dây. Bên em đang gửi bác cho bác một cái mã cái cây kìm tuốt dây này, giá nó bình dân thôi. Chỉ có 40.000 nhá, về chuyên cho anh em làm điện làm đó này. Các bác sử dụng gia đình ok luôn. Kìm tuốt dây này, đấy kìm tuốt dây nhá. Giá đang gửi bác là 40.000 một cây nhá, 40.000 một cây kìm tuốt dây nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà đó là cái tay nắm cửa silicon. Đấy, tay nắm cửa silicon này, lên mã em sẽ cái tay nắm cửa silicon nhá. Bên em đang gửi bác một cái tay nắm cửa này với giá sẽ là 15.000 nhá. 15.000 cho một cái tay nắm cửa này, chỉ có 15.000 thôi, rất là ok. Đó, một chiếc tay nắm cửa dạng silicon các nhá, một tay nắm cửa dạng silicon. Đó, con này là dạng silicon về các bác, ví dụ như nhà các bác mà có cứ có cái tay nắm cửa hình chữ L ấy, là các bác có thể là xài em con này ok luôn. Đấy, về các bác xỏ vào nhá. Con này nó có là dạng silicon, nó có giã. Đấy, tay nắm chữ L là các bác xỏ vào. Con này nó chống va đập này, chống bị xước sát cửa, rồi là tay nắm các thứ này, bảo vệ khu vực tay nắm cửa, giá ok luôn nhá. Chỉ có 15.000 một chiếc thôi nhá, 15.000. Lên mã sẽ là cái tay nắm cửa 15.000. Nói chung là các bác dùng cái này rất ok luôn. Đấy, nói chung là bảo vệ cửa giá cũng như là gia đình nhà mình. Đây các bác cùng coi thực tế về sản phẩm này. Đấy, bình thường các bác đẩy những cái cửa nó hay đập vào trong tường này, hỏng, gây hỏng tường này, rồi là chẳng may nhà mình hay có trẻ con này kia chạy đi chạy lại nhiều, chẳng may có đập các thứ vào. Đấy, đập ngừa thứ rất là đau. Đấy, các bác mua trang con này về, đấy lắp nó vào nhá. Đấy, đẩy cái vào nó dính vào tường luôn. Ở đây nó có phần này, này nó dính vào tường rất ok. Đó, thấy không? Rất tiện dụng nhá. Đó, thực tế về sản phẩm đây. Tay nắm cửa nhá các bác nhá, tay nắm cửa. Về các bác cứ có cái tay nắm cửa hình chữ L là các bác lắp cái này vào được ok luôn. 15.000 một cái nhá, 15.000 trong cái tay nắm cửa nha. Sản phẩm tiếp theo đi em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái con máy vít chạy pin này. Cái con này về các bác sử dụng xoáy gia đình rất hợp lý này. Đấy, rồi anh em thợ thuyền xoáy con này ok luôn. Đấy, lên mã em sẽ được cây máy vít nhá. Con máy vít chạy pin, cái con này là nó có tích hợp pin sạc tích điện ngoài sẵn rồi. Thì về các bác cứ thế việc dùng thôi, nếu mà lúc nào hết pin thì các bác lại lôi vào các bác sạc nhá. Thì con này đây, cái chân sạc nó đây. Đi kèm thì bên trong hộp thì bên nhà xuất sẽ có đi kèm cho bác luôn là một cái dây cáp sạc nha. Đấy, đây các bác cắm vô đây. Và các bác cắm trực tiếp vào cái nguồn của nó sẽ là cái nguồn cổng USB ấy, cổng cục sạc điện thoại ấy, hoặc là chân cổng nguồn USB 5V 2A ấy, là các bác cắm vào đây là các bác sạc được cho cái máy này rồi. Đấy. Và có đi kèm luôn thì bên sản xuất có bên trong nữa là hai cái đầu vít nhá, hai cái đầu vít cho các bác luôn. Đây. Hãng làm cho bác rất cẩn thận luôn. Đấy. Đầy đủ cả sạc xiếc rồi cả đầu vít thứ này, hai đầu vít nhá, một cái đầu dẹt và một cái đầu ba kia. Thì về các bác xài đầu nào các bác cắm cái đầu này vào. Đấy, cắm đầu này vào. Đó, đầu các bác bấm này. Đấy, bấm là ngon này luôn. Tiến lên thì các bác vào, lùi xuống thì các bác xoay ra. Đấy, tiến lên và vào, lùi xuống là ra thế thôi. Rất ok. Đây nó có hai cái nút bấm này. Rất tiện dụng, ngon này chắc chắn. Cầm nó rất là vừa tay nhá. Con này cầm rất là vừa tay, cầm nó không bị nhỏ quá hoặc là cầm nó không bị to quá. Đấy. Cầm khá là chắc tay, đầm tay nhá. Đấy, các bác có thể cầm như này. Các bác có thể cầm như này. Đấy, cầm nhẹ được, cầm nhẹ được. Còn các bác cầm như lại được đấy, nói chung là các bác sử dụng cầm được nhiều thế nhá, cầm nhiều thế nói chung là tiện dụng nhá. Phải vít nha, đây con này cái lực xoắn mô man của nó, cái lực xoắn mô man nó, cái mô men ấy xoắn của nó rất là khỏe đấy. Các bác nhìn em biết này, em biết tay này, đấy, em biết tay rất là chặt nhá, nhưng con này nó vẫn vượt lên luôn đấy. Thì các bác biết là cái lực của nó, lực xoắn nó nhỉ, rất khỏe luôn nhá. Đấy, nhỏ nhỏ thôi nhưng khỏe cực kỳ luôn đó. Lên mã em sẽ đeo con sản phẩm này, cái con máy vít nhá, máy vít chạy pin nhá, máy vít chạy pin. Con này em báo giá luôn, đang gửi bác là giá sẽ là 130.000 một cây thôi. Đấy, về các bác sử dụng gia đình này, xoáy những cái đồ đạc các thứ điện gia dụng nhà mình, anh em thợ thuyền dùng này cũng quá ok luôn nhá. Lên mã sẽ là con máy vít này, máy vít pin nhá, máy vít pin dạng mini, giá của nó sẽ là 130.000 thôi, 130k cho một chiếc máy vít pin này. Đấy, 130k rất tiện dụng. Đi kèm bên trong thì sẽ có là cho bác là hai đầu vít này, rồi là cả cái cọng dây cáp sạc luôn, còn lên thân máy chính nhá, hàng rất ok. 130.000 full combo cả hộp này luôn là 130.000. Tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây cạo lưỡi này. Nhiều bác hỏi em là đợt này còn hàng không thì em báo luôn bác là vẫn còn hàng của bác nhá. Đó là cái cây cạo lưỡi vệ sinh khoang miệng không miệng này. Đấy, đó là cái cây cạo lưỡi vệ sinh lưỡi nhá, rất tiện dụng luôn. Cái này thì nó là inox 304 nên các bác dùng yên tâm đến sức khỏe nhá, không lo ảnh hưởng đâu. Đó đây. Inox 304, nó là cái một cái cây để các bác dùng để vệ sinh cạo lưỡi. Đấy, cạo lưỡi, trà cạo lưỡi cho nó sạch sẽ đi nhá, ok luôn. Đó.
Giá thì bình dân hạt rẻ thôi, chỉ có 20 ngàn thôi nhá, 20k là có kèm cho bác là cả một cái hộp đựng này nữa nhá. Thì các bác có thể mang đi du lịch, đi chơi hoặc mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng ok luôn. Đấy, rất là xinh, ok nha. 20k nhá, 20k cho một cái cây cạo lưỡi nhá. Lên mã cho em xem cái cây cạo lưỡi, vệ sinh lưỡi. Đấy, cạo lưỡi. Cây cạo lưỡi này, cạo lưỡi, vệ sinh lưỡi đang bán bác là 20k. Đấy, việc cạo lưỡi vệ sinh lưỡi rất là quan trọng nhá. Đấy, thi thoảng các bác sử dụng sáng đến mình dùng cái cây này mình cạo lưỡi cho nó sạch sẽ, để cho vừa nó thơm mồm thơm miệng này, thứ hai là nó các bác để ăn uống các thứ là xong. Đấy, thức ăn nữa các thứ nó bám dính vào trong lưỡi rất là hay bị vi khuẩn bệnh nấm lưỡi thứ rồi. Đấy, các bác mua cái cây này về các bác vệ sinh lưỡi em rất sạch sẽ, ok luôn. Đấy, cạo này cứ thế các bác cạo nó hết những cái chất nhờn chất cặn ở trên lưỡi các bác đi là sạch sẽ, ok luôn. Đấy, khoang mồm khoang miệng sạch sẽ hơn nhá. Cây cạo lưỡi nhá, cả hộp này luôn là 20.000 một cây nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây vòi đồng tưới cây này. Đấy, vòi đồng tưới cây. Cây này thì tại vì em đang bán giá cũng rất là bình dân nên bác sẽ mua. Giá chỉ còn có 30 ngàn thôi, 30k nhá. Lên mã em sẽ là cái cây vòi đồng. Đấy, vòi đồng tưới cây. Đám bán nó bác là 40 nghìn thôi nhá, 40k, 40 nghìn cho một cái cây vòi đồng tưới cây nha. Đấy. 40k một cái vòi này nhá, vòi đồng tưới cây. Đấy, nó là một chiếc vòi nhá, một chiếc vòi. Đấy, một chiếc vòi bằng đồng này. Đấy. Đây, đấy, cầm rất chắc chắn luôn. Và bên em có gửi kèm thêm cho bác là một cái vòng đai siết này. Đấy, về các bác kết nối cái này vào nguồn nước và các bác dùng cái đai siết này các bác siết cho nó ôm chặt vào. Đấy, có tặng kèm nữa một cái đai siết. Còn đây là cái thân vòi chính nhá, thân vòi chính nhá. Đấy, thân vòi chính. Con này nó có chỉnh được các chế độ nước không nhá? Chỉnh được các chế độ nước này. Các bác chỉnh tia xa, tia phun xa, tia phun gần này, rồi là các bác chỉnh các chế độ nước, ví dụ như là phun xương này, phun hạt to hạt nhỏ là các bác xoay cho em cái vòng này nhá. Đấy, cái vòng này là cái vòng chỉnh chế độ nước nhá, để sao mà các bác phù hợp với cái cây cối như mình nó phun. Đấy, phun tưới cây này, phun rửa sân các thứ này. Đấy, rửa sân thì sướng, tưới cây. Đấy, các bác lắp vào cái nguồn nước nhà mình, về các bác có dây sẵn rồi, các bác mua cái vòi này về các bác lắp vào là xài thôi. Có tặng kèm thêm cho bác là một cái đai siết nha, để về các bác kết nối với cái dây nhà mình và các bác dùng cái đai siết này các bác siết vào nó chặt chẽ này. Đấy, ok luôn, 40.000 nhá. Đấy, 40.000 cho một chiếc vòi đồng tưới cây. À, cầm rất là nặng luôn. Đấy, đồng ngon lành luôn nhá. Vòi đồng tưới cây 40k một chiếc này. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái này là cái cây tỉa lông mũi này. Lên mã em sẽ cái cây tỉa lông mũi nhá. Cây tỉa lông mũi này thì tại vì em đang gửi bác giá cũng rất là hạt rẻ bình dân. Lên mã em sẽ cái tỉa lông mũi. Đang gửi bác một cái tỉa lông mũi này với giá chỉ có 30.000 thôi. 30k cho một cái tỉa lông mũi này, giá nó rất là hạt rẻ. Đó. Cái này thì về đây. Về thì các bác chỉ việc là mở nắp hộp này, sau đó các bác lấy cái này cho thẳng vào trong lỗ mũi của bác và các bác bấm cho em. Đấy, bấm cho em thì con này nó dạng vòng xoay này. Đấy, vòng xoay ngược, vòng xoay xuôi này, nó sẽ nghiến đứt hết những cái lông mũi bác nhá. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cây kéo các thứ rồi các bác chọc vào lỗ mũi. Đấy, các bác cắt nó rất là nguy hiểm đúng không? Đấy, các bác mua ngay cho em một cái cây tỉa lông mũi này về, các bác cho vào, các bác cứ bóp đều tay cho em. Bóp đều tay cực kỳ an toàn, hiệu quả. Đấy, không gây đau rát, không gây chảy máu mũi nhá, mà đôi khi ví dụ các bác gây xước sát chảy máu mũi nhá, nó rất là khó vệ sinh rồi là khó chữa vết thương nhá. Đấy, các bác mua cho này vừa an toàn vừa hiệu quả mà rất ok, giá nó bình dân nó chỉ có 30.000 thôi mà sử dụng rất ok luôn. Lên mã em sẽ là cái cây tỉa lông mũi nhá, giá đang gửi bác là 30.000 một cây này. 30k cho một cái cây tỉa lông mũi nhá, nói chung là dùng ok, một cái sản phẩm nó liên quan đến vấn đề sức khỏe an toàn thì các bác nên sắm cho một cây nha. Tỉa lông mũi 30.000 một cây. Kem đánh răng Nhật và thuốc nhỏ mắt thì bên em vẫn đang còn hàng và hiện tại vẫn đang được giảm giá trong cái dịp cuối năm này nhá. Đấy, kem đánh răng Nhật thì hiện tại đang có giá là 60.000 một típ thôi nhá, chỉ có 60.000 thôi, giá rất là bình dân. Hàng của thương hiệu Santa, một típ kem đánh răng của Nhật này thì sẽ có trọng lượng là 170g nhá. Đấy, dòng kem đánh răng muối cực kỳ là tốt cho hệ lợi có nhá. Đấy, hệ lợi yếu này. Đấy, các bác mua cho em này, hoặc là răng bị ê buốt thì các bác mua cho em sản phẩm này về dùng rất là tốt luôn. Đấy, cái này thì em cũng đang dùng thực tế khoảng tầm 2 năm nay, em thấy rất ok luôn, đánh cực kỳ sạch nhá, đánh rất là sạch luôn. Bình thường đấy các bác đánh dạng này cái răng kia nó rất là hay bị bó răng, cái này các bác đánh xong là cảm giác răng lại nhẹ mồm luôn. Đấy, dùng rất thích nhá, một típ là 170g. Đấy, rất tốt cho lợi này, rồi níu này, bác nào hay bị ê buốt chảy máu chân răng này dùng cực kỳ tốt luôn. Đấy, dùng cực kỳ tốt luôn, kem răng của Nhật nhá, của thương hiệu Santa. Đó, một típ kem răng của Nhật nha, sẽ có giá là 60.000 nhá, 60.000. Lên mã em sẽ giúp cho em sẽ là phẩm là kem Nhật hoặc là kem răng của Nhật, đang có giá là 60k một típ nhá, 60k cho một típ kem răng Nhật này. Đấy, các bác thử mua một vài típ về trải nghiệm dùng cực kỳ ok, em đảm bảo các bác luôn, dùng nghiện luôn. Đấy, nó có một cái vị muối the the mát nhá, dùng thích lắm. Đó, 60k một típ kem răng của Nhật nha. Đấy, cái này em bán khá nhiều, con những bác lấy
cả chục típ luôn, mua về làm quà tặng cũng rất ok nhá. Đấy, 60k một típ cái dòng Nhật này. Ngoài ra thì đây, thuốc nhỏ mắt thì bên em vẫn còn hàng để vụ bác nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là thuốc nhỏ mắt này của thương hiệu Roto. Đây thương hiệu Roto này, đấy, logo Roto nhá. Thuốc nhỏ mắt chứa toàn những thành phần rất là tốt cho mắt, ví dụ là vitamin E này, B6 này, muối natri này, rồi là kali. Toàn những thành phần giúp bổ mắt này, sáng mắt này, đặc biệt cho bác nào hay bị mờ mắt này, mắt kém này. Đấy, rồi là các bác người già dùng rất là tốt luôn nhá. Một cái lọ thuốc nhỏ mắt 12ml nha, thì video cũng đang gửi bác giá thì cũng rất là bình dân thôi. Chỉ có là đi 60.000 thôi nhá, bằng giá với kem đánh răng luôn, 60k nhá. Lên mã em sẽ là thuốc nhỏ mắt của Roto, hàng mới và nguyên siêu này. Đấy, hàng mới và nguyên siêu cho bác này. 60k một típ này nhá, 60k một típ này. Nhiều bác hỏi là hàng này còn đết không thì em báo luôn này, những cái hàng mà liên quan đến sức khỏe thì yên tâm là đết bên em vẫn rất là quan trọng nhá. Con này đết là đến tháng 5 2026 này, nên là các bác yên tâm nhá, dùng thoải mái đi. Đấy. À, thuốc nhỏ mắt của Nhật nhá, rất là tốt cho mắt luôn. Đấy, rõ vào như các bác trước khi đi ngủ các bác rõ vào sáng dậy các bác thấy khác hẳn luôn. Đấy, dùng khác vọt hẳn luôn. Đấy, hàng của Nhật, hàng của hãng Roto nên là dùng nó vẫn chất lượng các bác nhá. 60k một lọ thuốc nhỏ mắt của Roto nhá. Sản phẩm bật lửa đồng hồ này, đấy, bật lửa đồng hồ nhá. Em báo giá luôn, thì em đang bán một chiếc bật lửa đồng hồ này với giá chỉ có 90.000 thôi. Các bác mua về sử dụng rất là đẹp luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái bật lửa này. Bật lửa đồng hồ. Đấy, cái này nó có cả bật lửa cả đồng hồ luôn. Đấy, là 90k một chiếc này nhá. 90k một chiếc bật lửa đồng hồ này. Hàng mới keng nguyên hộp luôn các bác nhá. Hàng mới keng hộp luôn này. Cái này về các bác sử dụng làm quà biếu tặng này, mua về mình sử dụng sưu tầm trưng bày này, quá ok luôn. Ở đây là cái phần trên là bật lửa này, phần dưới là đồng hồ nhá. Thì các bác về muốn đồng hồ nó chạy các bác ấn cho em vào. Ấn vào. Đấy, đấy các bác thấy không, nó chạy luôn nhá. Và các bác muốn chỉnh giờ đấy các bác kéo nó ra. Kéo cái phần lò xo các bác kia chỉnh giờ. Đấy, xoay ra đúng cái giờ các bác cần chỉnh và các bác ấn nó ạ. Đấy, ấn nó lại này. Đấy, chạy luôn nhá. Ok luôn, phần mặt số mã rất đẹp. Phần trên đây là đồng hồ này. Thì cái này bên em nói luôn là bên em không có ga đâu nhá. Đấy, về là các bác tự bơm ga vào nhá. Về tự bơm ga mà. Cái này thì không có ga đâu. Vì khi mà bơm ga mà nó vận chuyển nó rất là dễ cháy nổ. Nên là bên em không bơm ga. Đấy thì về các bác tự bơm ga và các bác xài nhá. Thì các bác bật lên nó sẽ lên này. Đấy, bật này. Đấy, bật nó sẽ lên. Bật cái này là lên thôi. Đây nó có cả cái phần đèn nhá. Khi bật lên là nó có cả đèn luôn. Đó thì khi mà các bác bật lên ấy, bật lửa lên thì đồng thời cái đèn đồng hồ nó cũng sẽ lên luôn nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn rất là đẹp sang trọng này. Về sử dụng này, về sưu tầm, mua về trưng bày này, về làm quà tặng cũng ok luôn. Hàng mới keng nguyên hộp này có nhá. 90k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là mẩm là bật lửa đồng hồ. Đang gửi bác là 90k một chiếc này có nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái khăn lau tay treo tường này. Bây giờ em đang bán một cái khăn lau tay treo tường này với giá là 10.000 nhá. Đấy thì cái này nó có sẵn một cái dây đeo này thì về các bác móc lên. Đấy để các bác treo ở trong nhà bếp nhá. Đấy dùng để lau tay mỗi khi mình có nấu ăn nấu nước là tay mình nó hay ướt át thì mình lau tay lau nước cho nó sạch sẽ. Lau tay lau bát ok luôn. Cái này nó là dạng bông nỉ nhá, cực kỳ thấm hút nước. Đấy, thấm hút nước rất tốt luôn, lau rất là sạch tay. Đấy và cái này thì khi mà dùng nó hơi bẩn một chút thì các bác có thể là giặt rũ phơi khô đi mình lại dùng lại được nhiều lần nhá. Đấy nói chung là tái sử dụng nhiều lần. Đấy, đỡ phải tốn những cái giấy kia đi. Đấy, nhiều khi các bác dùng những cái giấy kia các bác lau rất là lãng phí thì các bác mua cho em cái này về vừa tiết kiệm kinh tế mà sạch sẽ này. Đấy, dễ dàng lau. Khăn lau tay treo tường nhá, đang bán cho bác là 10k một chiếc này nhá. 10k cho một chiếc khăn lau tay treo tường này, chỉ có 10.000 thôi. Đấy, mua về sử dụng mình treo lên cái tường nhà bếp nhà mình lau nhá. Đây khi mà treo lên nhìn nó rất là đẹp này. Đấy, các bác treo lên dùng để lau tay đấy, móc lên lau tay lau bát này. Đấy, mỗi lần mà mình có làm bếp làm giáp tay chân nó dầu mỡ này rồi là nó ướt át này thì các bác dùng để lau nhá. Đấy, dạng bông nỉ các bác dùng lau nó rất là sạch luôn. Đấy, và nó thấm hút nó rất là tốt nhá, chỉ có 10.000 thôi. Đấy, mua cái này nó coi như em bên em đang bán thêm bác thôi chứ thực ra cái này hàng không có lợi đâu. Đấy, bán thêm bác nhá. Đấy, 10.000 cho một chiếc khăn lau tay treo tường nhá, 10k một chiếc nhá. Đấy, lau rất là sạch luôn. Nói chung là nhà bếp nên có một vài cái trong bếp mình treo lên, đôi khi rất là tiện luôn. Đấy, ví dụ như mình đang làm tay ướt hết là mình muốn nghe điện thoại tí rồi. Đấy thì mình quay ra có này mình lau tay qua cái đấy mình vẫn nghe điện thoại. Đôi khi mình tay ướt hết là mình rất là khó chịu hoặc là lau vào quần áo giờ nó ướt hết. Đấy thì mình mua cái này về. Đấy, sạch sẽ tiện lợi mà ok. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái đó là cái rổ chắt nước này, cái này rất hay. Đấy, nó sử dụng các bác dùng để vo gạo này rồi là các bác hay rửa những cái loại hạt bình thường hay là các bác hay gạn đấy, gạn nó hay bị trôi theo cùng dòng nước nhưng mà đây này, con này rất là hay là ở đây nó có một cái lớp lỗ này. Đấy, khi mà các bác gạn đấy là cái phần hạt nó vẫn đứng như đây và cái phần nước nó sẽ róc hết ra. Đấy, vừa có thể làm một chiếc ca múc nước này, vừa có thành một chiếc giá, nói chung là sử dụng đa năng luôn. Giá thì đang gửi bác là 20.000.
Con này chất liệu nhựa dẻo ABS cao cấp nhá. Đấy, nhựa dẻo ABS cao cấp bo viền rất chắc chắn luôn. Cầm rất là tiện, có phần quai cầm nhá. Đấy. Con này đường kính thì nó rơi vào khoảng tầm là đi nó cũng khá to, khoảng tầm lít 2 lít đấy các nhá. Đấy. Đây. Đường kính của nó rơi khoảng tầm 16 cm này, khá là to tát nhá. Đó, đây, rất hay luôn. Đấy, mỗi lần mình vo gạo, vo hạt cái thứ này, các bác dùng để các bác gạn nha, rất là tiện luôn nhá. Lên mạng em sẽ là cái rổ chắt nước nhá. Đấy, rổ chắt nước hoặc là cái rổ vo gạo đều được. Đấy, bên em đang bán cho bác là 20.000 một cái này. Đấy, hoặc là cái này các bác có thể dùng làm cái ca đựng chứa được, rất ok luôn. 20k một chiếc nhá. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này đây. Mấy đây. Bạn hậu đậu như tôi chắc hay gặp cảnh này. Mỗi lần vo gạo đều đổ ra rất lãng phí và mất vệ sinh. Đừng lo, em rổ chất nước này có thể giúp bạn. Chất liệu nhựa TNT cao cấp an toàn, thiết kế có tay cầm, bo viền siêu chắc chắn, có lỗ phía trước để chất nước, sử dụng để vo gạo, rửa các loại hạt không lo bị lọt. Đặc biệt thiết kế 2 trong 1 vừa làm chậu rửa vừa làm rổ siêu tiện, tiết kiệm diện tích cho những bạn có căn bếp nhỏ. Mấy bạn hậu đậu như tôi chắc hay gặp cảnh này. Mỗi lần vo gạo đều đổ ra rất lãng phí và đấy các bác đổ gạo hay bị ấy này, nhưng mà cái này các bác cho vo đây nhá. Vo đây là các bác đổ ra nó rất là tiện dụng luôn. Đấy. Bo viền siêu chắc chắn, có lỗ phía trước để chắt nước. Này các bác nhìn vo gạo này, đấy, chắt nước gạo này rất là ngon lành, rồi là những cái dạng hạt nhỏ này các bác dùng này. Đấy, 2 trong 1 nhá, vừa làm chậu rửa này, vừa làm rổ luôn. Đấy, vừa làm chậu rửa này, vừa làm rổ luôn. Đấy, nó chỉ có 20.000 thôi, các bác về dùng sử dụng gia đình rất là hợp lý luôn. Đấy, 20k nhá. Đó, rổ chắt nước hoặc là rổ vo gạo, vo hạt đều được. 20k một chiếc nào nhá. 20k một chiếc. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mày hàng, đó là cái cây liếc mài kim cương này. Lên mã em xem cái cây liếc mài kim cương nhá. Cây này thì về các bác chuyên dùng để mài dao, mài kéo cực kỳ là ngon lành luôn. Con này nó chám một cái lớp kim cương nhân tạo nhá, hàng của Nhật. Hàng của Nhật, hàng nội địa Nhật này. Đây. Đấy. Diamond này, Diamond Sapper này, Diamond Sapper, con này nó chám một lớp kim cương nhân tạo nhá, made in Japan. Đấy, khi mà các bác mài các bác liếc này, con này thì nó rất nhiều chức năng. Đây. Bình thường là các bác hay dùng để mài dao này. Đấy, ngoài chức năng là mài dao thì các bác có thể dùng để rũa. Đấy, rũa dao, rũa dao, rũa kéo ok luôn. Cái phần mặt trên này thì nó vát vát các bác dùng để mài, còn cái mặt dưới nó phẳng các bác dùng để rũa. Đấy, các bác rũa này, rũa lưỡi dao lưỡi liếc các thứ nó bị mẻ ok luôn. Đấy. Nó là cái liếc mài kim cương nhá, bên ngoài nó phủ một lớp kim cương nhân tạo nhá, các bác mài rất là nhanh sắc luôn. Con này về các bác gại dao cực kỳ nhanh sắc luôn. Đấy, hàng Made in Japan. Con này thì em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái liếc mài kim cương nhá, liếc mài kim cương. Bên em đang bán cho bác một cái liếc chiếc liếc mài kim cương này với giá sẽ là đi 100.000 nhá, liếc mài kim cương này. Liếc mài kim cương nhá. 100k nhá, 100k cho một cây liếc mài kim cương nhá, 100k. Tiếp theo thì nhiều bác hỏi cái mã đó là cái bút lông dầu của Thiên Long này. Đấy thì nhiều bác hỏi quá thì đây, hôm nay em nhập về để bán cho bác này. Bên em sẽ bán theo cả hộp hoặc là bán theo combo 3 chiếc nhá, không bán lẻ 1 triệu nhá. Đấy, bán theo cả hộp. Thì các bác có nhu cầu mua nhiều mua cả hộp thì bên em đang bán là một hộp 10 chiếc bút lông dầu này với giá là 50k nhá, là một hộp 10 chiếc là 50k. Còn nếu các bác lấy lẻ thì bên em sẽ bán lẻ cho bác là 3 cây một nhá. Bán lẻ bác thì là 3 cây một. Thì 3 cây một như này. Đang gửi bác là 20k cho 3 cây bút lông dầu của Thiên Long nha. Đấy, 3 cây này là 20k này. Đấy, 3 cây là 20k. Còn các bác lấy mua lẻ một chiếc. Đấy, mua lẻ một mua cả hộp thì là 10 chiếc là 50k. Đấy, bình thường là các bác ra cửa hàng cửa hiệu người ta đang bán phải 13 cho đến 15 nghìn một chiếc này. Đấy, bên em bán giá gọi là bán thêm cho bác thôi, chứ thực ra cái này không có lợi nhuận đâu. Đấy thì nhiều bác hỏi thì em cũng nhập về để bán cho bác luôn. Bút lông dầu nhá, 50k cho một hộp 10 chiếc nhá. Còn nếu mà các bác lấy 3 chiếc thì sẽ có giá là 20.000. Còn bảo là mua một chiếc thì nó luôn bên em không bán lẻ một chiếc nhá. Bán là phải lấy từ 3 chiếc trở lên. Đấy. 3 chiếc là 20k, 6 chiếc là 40k. Đấy, còn các bác lấy 10 chiếc thì là 50k nhá. Đấy, tùy nhu cầu. Các bác có thể lấy lẻ 3 chiếc hoặc các bác có thể lấy cả hộp nhá. Đấy, lấy cả hộp thì giá của nó sẽ tốt hơn. Lấy cả hộp là tính ra là các bác mua vào là có 5.000 một chiếc thôi. Đấy, 5.000 một chiếc bút này thôi. Giá nó quá hạt rẻ luôn. Có hai màu nhé, là màu xanh và màu đỏ. Thì các bác lấy màu nào thì em sẽ chọn cho bác màu đấy nhá. Lấy màu nào thì nhặt màu đấy. Đấy, còn bán lẻ 3 cây là 20.000, một hộp 10 chiếc là 50k. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái bột thông cống này. Nhiều bác hỏi quá nhưng mà đang bán hết hàng. Hôm nay tiếp tục hàng về nhá. Thì bữa trước bác nào chưa mua được thì hôm nay tranh thủ chốt đơn luôn à. Đấy. Bột thông cống nhá, em báo giá luôn. Đang bán bác là vẫn giá cũ nhá. 20k một này thôi, 20k nhá. Lên mã em sẽ là bột thông cống nhá. 20k một cái hũ bột thông cống nhá. Nó là dạng bột nhá. Cái này thì về rất là dễ dùng này. Cái này thì theo khuyến cáo của hướng dẫn nhà sản xuất thì các bác về phủ một lớp nước vào cống nhá trước khi các bác dùng. Đấy, ướt ướt cống đi. Sau đó các bác đổ trực tiếp cái bột này
vào trong cống, và nếu mà các bác muốn tăng phản ứng nó lên thì các bác đun cho em một ấm nước sôi, các bác đổ kèm vào để cho nó tăng cái phản ứng phân hủy của cái bột trong cống lên. Đấy, nó sẽ làm sạch cống này, cống tắc bồn cầu, rồi là cống rửa bát rửa mặt này, rồi là cống nhà tắm nhà vệ sinh nó bị tắc, đấy nó chảy nước chậm, thì các bác mua cho em cái lọ này về các bác đổ vào. Đấy, mua cho em vài bao lọ về các bác dùng một lần. Đấy, 20.000 một lọ đâu nhá, chỉ có 20.000 một lọ thôi, giá nó quá là bình dân luôn. Đấy, bình thường là các bác mua phải 4-50.000 một lọ ấy, bên em gọi là bán giá tốt cho bác luôn rồi. Ở đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, các bác cùng xem này. Nó chán cả nhà, Tết nhất đến nơi rồi mà cái bồn rửa bát nhà mình nó bị tắc thế này đấy, mấy ngày rồi mà không hết tắc, bát đũa ăn xong mà không dám rửa luôn. Đi mang tìm hiểu thì thấy có cái bột thông tắc này, mua về thử nghiệm và review luôn cho cả nhà xem nhá. Nó này trước khi đổ bột vào thì phải cho ít nước các bạn nhá, có nước thì nó mới phản ứng hóa học được, kiểu như là nó phân hủy những cái chất cặn bã ở gì đấy ấy. Bây giờ tiến hành đổ bột vào xem thế nào nhé. Thời gian đổ bột thì mình nghĩ là cứ đổ vào buổi tối xong rồi ngâm cả đêm rồi sáng ra nó sẽ hiệu quả hơn. Mới đổ mà xả nước luôn là sẽ không được đâu các bạn nhé. Đổ được một lúc thì nó phản ứng hóa học nó sủi bọt lên rất nhiều. Đây là quá trình nó phân hủy những cái chất cặn bã để cho nó mịn ra và thông cống nhá. Quan sát thì một lúc sau mình đã thấy cái bột nó bị thụt xuống, chứng tỏ đã thông được một phần rồi. Nhưng tốt nhất mình cứ để qua đêm cho chắc ăn các bạn nhé. Sản phẩm này mình thấy ổn đấy, các bạn tham khảo nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, rất ok. Cái này em nhà em cũng đã xài rồi, dùng ok lắm. Đấy, bột thông cống nhá, 20k cho một cái hũ bột thông cống nhá. Đấy, 20.000 thôi, dùng ok đó. Sản phẩm cây kéo gà Đức để cho các bác sử dụng nhà bếp này, các bác cắt thực phẩm này, cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả cho em, cây này quá ok luôn. Hàng của thương hiệu Willing thôi nhá, Willing, hàng made in Germany, cực kỳ ok, sắc bén lắm, cắt cực kỳ ngon. Con này ngoài chức năng là cắt thì mình các bác có thể sử dụng để đánh vẩy cá này, cái phần răng cưa để các bác đánh vẩy cá nhá. Cái này thì giá hạt rẻ bình dân thôi. Lên mã em sẽ sản phẩm là cái cây kéo gà Đức nhá, đang bán bác là 90k một cây này, 90.000 cho một cây kéo gà Đức nhá, 90k thôi. Giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok, sử dụng nhà bếp này, cắt thực phẩm này, đấy, rau củ quả thịt cá thứ ok, 90k một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kẹp gấp này, cái cây kẹp gấp kẹp gấp nhá, lên mã xem cái cây kẹp gấp, cây này thì rất là hay luôn. Đấy thì em báo giá luôn nhá, cây kẹp gấp này em cũng xả luôn. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái cây kẹp gấp inox nhá, kẹp gấp inox chuyên để các bác gấp đồ rán này, đồ chiên, rồi là ví dụ như là gấp thịt nướng cá rán nhá. Đấy thì ok luôn, bữa trước đang bán cái cây này là 50.000, hôm nay em xả luôn đó bác, giá chỉ còn có 20.000 thôi, 20.000 bán nhanh luôn, 20k cho nhé các nhá, cho cây kẹo gấp này chỉ có 20.000 thôi, các bác mua về sử dụng rất hay. Đây, đây ví dụ bình thường là em đang có một cái miếng cá rán này, hoặc là một cái miếng thịt nướng này nhá, đấy, đó thì đây em muốn đảo nó lên, lật nó lên thì các bác cật nó là, đấy, lật nó lên, quá ok luôn nhá, đấy các bác xúc xà bàn nó xuống, đấy, lật nó lên nhá, đấy, lật nó lên, đây, xúc nó xuống này, lật nó lên, đấy, lật nó lên, quá ngon lành luôn, một cách là rất là dễ dàng. Ví dụ như là cái miếng cá này hoặc là cái miếng thịt nướng này. Đấy, rồi các bác sử dụng nhà bếp cho em. Nói chung là con này các bác xài nhà bếp thì rất là hợp lý rồi. Đấy, đặc biệt cho bác nào làm những cái món rán này, những cái món nướng này. Đấy, các bác kẹp vào các bác lật nó lên nhá. Quá là hay luôn. Đấy thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm một cái cây kẹp gấp nhá. Đấy, kẹp gấp rán cá nướng thịt rồi. Đấy, kẹp gấp rán cá nướng thịt. Đó, đây. Đấy, quy cách hoạt động của nó là như thế nhá. Nó sẽ gồm có một cái mặt to bên dưới và một cái mặt nhỏ bên trên. Kẹp nó vào, lật nó lên. Kẹp nó vào, lật lên, thế là xong. 20.000 thôi, chốt nhanh, bán nhanh, xả kho luôn này, 20k. Đấy, số lượng có hạn nhá, vào việc luôn. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái chai xịt hôi chân này. Đấy, chai xịt hôi chân, thối chân. Bác nào hiện tại đang bị hôi chân này, thối chân này, đấy, đi giày mà nó có mùi hôi, đi tất cả thứ nó có mùi hôi thì các bác mua ngay cho em cái chai này về. Con này nó sử dụng cái công nghệ là nano bạc nhá, kháng khuẩn cực kỳ tốt và khử mùi rất là hay luôn. Đấy, và nó có cái mùi hương chanh đào rất là thơm nhá. Đấy, và mát lạnh như bạc hà luôn. Cái này các bác cứ xịt trực tiếp vào bên trong giày, hoặc là các bác xịt trực tiếp vào bàn chân, hoặc xịt trực tiếp vào tất, nói chung là những cái chỗ nào mà liên quan đến cái đôi chân của bác thì các bác cứ xịt trực tiếp vào nhá. Khử mùi rất nhanh này, rồi là các bác đi nó cực kỳ là khô thoáng chân luôn. Đấy. Cái này thì em đang bán xả kho luôn. Lên mã em sẽ được cái chai xịt hôi chân nhá. Xịt hôi chân này bữa trước đang bán là 40.000, hôm nay em xả luôn bác, giá thì còn có 30.000 thôi. 30k cho một cái chai xịt hôi chân nha. Một chai này là 260ml này. Đấy, dùng thoải mái luôn. Nó là dạng khí nhá, dạng khí, nhiều bác hỏi em nó là cái gì, nó là dạng khí đây này. Đấy, nó là dạng khí nhá, cái lực xịt nó ra rất là mạnh. Thì con này xịt thì yêu cầu các bác là các bác phải ngửa lên nhá, sau đó các bác bút vào trong cái lỗ giày của bác nhá, và các bác xịt. Đấy, là nó dễ ra nhất này, các bác nhìn này. Đấy, hướng dẫn sử dụng này. Đấy, các bác ngửa nó lên, ấn nó xuống. Đấy, ấn nó xuống, ấn thì cái lượng khí nó sẽ xịt trực tiếp bên trong
luồn lách vào tất bên trong cái đôi giày của bác nhá. Đấy thì nó sẽ khử sạch mùi hôi cũng như là giúp chân chân của các bác là đỡ bị hôi, đỡ bị thối hơn. Đấy, chuyên các bác khô chân, thối chân. Con này rất ok. Cái này em bán nhiều mà chính bản thân em cũng đang xài luôn, dùng thích lắm. Đấy, đi cực kỳ là khô thoáng chân nhá, dùng thích lắm. À, 30k nhá, 30k lên mã em sẽ là cái chai xịt hôi chân nhá. Đang gửi bác là 30k cho một chai xịt hôi chân nha. Đó. Ngoài ra thì bên em vẫn đang còn cái sản phẩm đó là cái chai xịt giặt giày khô này. Đấy, chai xịt giặt giày khô nhá. Chai này là 300 ml, chuyên dùng cho các bác hay đi giày nhưng mà lại ngại giặt. Đấy, ngại giặt nước vì thứ nhất là giặt nước là rất là nhanh hỏng, mà thứ hai là nó lâu khô. Đấy thì các bác mua cho em cái chai này về. Cái chai này nó là giặt giày nhưng mà là giặt giày theo dạng là giặt giày khô, tức là các bác giặt xong là các bác có thể xài hoặc các bác có thể đi được luôn. Đấy, nó rất là tiện nhau nhá. Và nó không bị hỏng giày, không bị phải đợi là nó khô, hoặc là các bác nhiều khi là những cái đôi giày đắt tiền dúng nước nó rất là nhanh hỏng, nhanh bong. Đấy, rất là tiếc thì các bác mua cho em cái chai này về. Đấy, một chai này là 300 ml. Lên mã em sẽ là cái chai giặt giày khô nhá. Đấy, chai giặt giày khô, nó là dạng giặt khô nhá, giặt khô. Giặt giày khô này. Bên em đang bán, bữa trước đang bán là 100.000 một chai, hôm nay em cũng xả kho bán nhanh bác luôn, chỉ cần có 70k thôi. 70k cho một cái chai giặt giày khô này. Đấy, 70k một chai nhá, một chai là 300 ml. Chai này nó là dạng bọt nhá, dạng bọt. Đấy thì cái này rất là dễ dùng. Đấy, ví dụ như là đây là một đôi giày nhá, thì các bác cứ về các bác dùng cái chai này lắc đều, sau đó các bác xịt trực tiếp cái bọt này lên cho em. Đấy, xịt trực tiếp bọt lên và các bác ngâm cho em khoảng tầm vài phút đồng hồ để cho nó ngấm cái chất của nó vào. Đấy, nó tẩy sạch những vết ố đi. Sau đó các bác dùng cho em một cái bàn chải lông mềm. Đấy, các bác đánh qua một lượt nhá. Và các bác dùng cho em một miếng khăn nhá, một cái miếng khăn các bác lau lau sạch hết những cái bọt đi, thì nó sẽ cho các bác một cái đôi giày nó cực kỳ là sáng bóng đẹp trắng. Đấy, sạch sẽ không bị đất đai rồi là những cái vết ố bẩn. Đấy, vết ố vàng thứ trên giày của bác nhá. Nói chung là cực kỳ sạch luôn. Đấy, dạng bọt này các bạn nhìn này. Đấy, cứ để lâu một lúc bắt đầu là nó sẽ ngấm và nó sẽ tự động nó tan dần. Và các bác dùng cái bàn chải các bác chà một lượt. Đấy, chà qua một lượt. Và các bác dùng cái khăn các bác lau sạch đi. Và khi mà các bác lau sạch đi là các bác có thể là đi được luôn. Đấy, các bác để một lúc là bắt đầu là nó sẽ khô khao đi, cái là các bác có thể sử dụng đi được luôn. Không, mình không cần phải phơi khô nhà cũng các bác. Rất hay luôn. Đó. 70k nhá, 70k. Nay em xả kho cái sản phẩm ấy luôn. Chai giặt giày khô nhá, 70k một chai này. Một chai này là 300 ml. Đây. Các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây. Bình xịt giặt khô giày đã được rất nhiều các bạn TikToker review. Chuyện là mình thích đi giày trắng, nhưng mà mỗi lần đi ra đường thì lại rất nhanh bẩn. Mình nghe đâu là chai này vệ sinh giày rất là sạch, đã thế lại còn rất là mau khô, nên mình mút ngay em nó để vệ sinh giày cho tiện lợi và đỡ tốn nhiều chi phí. Và đây là đôi giày trắng của mình sau khi đi làm về trong một buổi chiều mưa. Trời ơi, ta nói nó dơ banh xác luôn kìa. Cùng mình test thử xem em nó có làm sạch hiệu quả như review không nha. Bước đầu tiên là mình sẽ xịt một lớp bọt lên đôi giày, sau đó chờ đợi 2 phút. Wow, nhìn bọt nó nở ra như kem luôn kìa mọi người. Bước hai là sử dụng một cái bàn chải để chà sạch những vết bẩn trên giày. Cái bọt này hay nha, chà tới đâu là nó tự tan tới đó kìa mọi người ơi. Và bước cuối cùng là sử dụng khăn để lau sạch lại đôi giày của mình. Thế là xong rồi, đôi giày của mình đã trắng sáng lại như ban đầu. Thật sự không nhận ra đây là đôi giày hồi nãy của mình nữa rồi. Trắng tinh tựa ngọc trinh luôn rồi mọi người ơi. Theo mình thấy thì em này rất là ok nha. Tuy không sạch bằng ở tiệm nhưng mà nó giúp cho chúng ta đỡ tốn nhiều chi phí và thời gian nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, test thực tế luôn. Đấy, về các bác cứ làm đúng như hướng dẫn em hướng dẫn nhá. Xịt một lượt lên này, sau đó các bác để nó ngấm một chút và các bác dùng cái bàn chải các bác cọ một lượt đi. Và các bác dùng cái khăn, đấy, khăn khô nha, các bác lau sạch hết cái bọt đi. Đấy là nó sẽ cho các bác một cái đôi giày cực kỳ là sạch, sáng, trắng luôn. Đấy, và các bác không cần phải đợi chờ là đợi nó khô hay như nào cả nhá. Không cần phải đợi nó khô như nào cả, mình có thể là sử dụng được luôn đúng không nhá. Đấy, chai xịt giặt giày khô, giá bên em đang xả kho thanh lý cho bác luôn. Giá chỉ còn có 70.000 thôi, 70k một chai các bác nhá, 70k một chai. Chai xịt giặt giày khô 70k một chai, một chai này là 300 ml nhá. Bộ lấy giấy tai nhá, bộ lấy giấy tai. Đấy, em cũng báo giá luôn. Bữa trước đang bán là 30.000, hôm nay em xả luôn bác giá chỉ còn có 20.000 bộ thôi. Lên mã em sẽ cái bộ lấy giấy tai nhá. Hôm nay xả luôn bác là có 20k này. 20k trong một cái bộ lấy giấy tai này. Đấy, 20k. À, cái bộ lấy tai rất hay là nó đựng trong một cái chiếc hộp bằng bằng nhôm này này, một chiếc hộp bằng nhôm bóng nha. Đấy, một chiếc hộp bằng nhôm. Đấy, và bên trong thì nó sẽ gồm có là rất nhiều những cái phụ kiện để chuyên cho các bác lấy giấy tai nhá. Đấy, nó sẽ gồm có rất nhiều chi tiết này. Từ to đến nhỏ này. Đấy, to đến nhỏ luôn. Đấy, để các bác có thể xài lấy cho trẻ em, người lớn này. Và đặc biệt là cái này này là nó bằng inox nhá, nó không bị gì ạ. Nó bằng inox, nó không bị gì. Bình thường là các bác hay mua những cái dạng ở ngoài nó bằng sắt thép là nó rất là nhanh gỉ, nhưng còn này bằng inox nhá, nó không bị gỉ. Đây này. Đấy, và ở đây nó có những cái phần đầu lò xo này, cái này lấy rất là thích này. Đấy, các bác này lấy rất là thích luôn. Rồi lại những cái đầu to đầu nhỏ này. Chuyên để các bác lấy dây tai nhá, chuyên để các bác lấy dây tai. Và nó đựng trong một chiếc hũ rất là xinh như này.
thì các bác có thể là đeo vào làm móc chìa khóa này, móc đồ móc chìa khóa, hoặc là ví dụ như là đi chơi, đi du lịch, đi công tác thì mình vẫn có thể mang đi được này. Nó rất là nhỏ gọn này thôi. Đấy, nó bằng một cái ngón tay rất là nhỏ gọn nhá. Đấy. Rồi là ví dụ bác nào mà muốn dùng riêng, không muốn dùng chung với ai, mình có thể mua cái bộ này về mình dùng riêng ra. Đấy, một mình một bộ. Đấy. À, 20k một bộ này có nhá. Lên mã em sẽ cái bộ lấy dây tai nhá. Đang gửi bác là 20k. 20.000 các bác nhá. 20.000 cho một cái bộ lấy dây tai này, 20.000 một bộ nhá. Giá nó rất là bình dân thôi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây chổi cọ đen nhá. Đấy, cây chổi cọ đen. Cây này thì rất là hay luôn, về các bác dùng để vệ sinh. Đấy, bắt đầu là Tết nhất đến nơi rồi. Các bác về dùng để vệ sinh những cái ngóc ngách này, rồi là bàn ghế, rồi là những cái đồ vật trang trí thứ nhà mình. Đấy, cọ rửa nó sạch sẽ đi, rồi là nhà vệ sinh, nhà tắm. Đấy, những cái bồn rửa mặt, rồi là bồn rửa bát, bồn rửa chén rồi các bác mua về cọ. Đấy, nó chuyên để các bác luồn lách vào những cái phần ngóc ngách nhá. Nó rất là nhỏ nên là những cái phần ngóc ngách rồi nó rất là dễ dàng luồn vào nhé các bác nhé, rất là hay. Và đây những cái phần đầu chải này nó rất là nhiều lông, và cái lông của nó rất là hay, nó mềm, vừa mềm nhưng lại không bị mềm quá, nhưng mà lại rất là đủ cái độ ma sát, độ cọ để cho nó cạo sạch những phần vết bẩn, những cái khe kẽ các bác cọ luồn lách vào này. Đấy, các bác cọ nó sạch sẽ đi rất hay luôn, những khe kẽ nó còn này luồn rất ok luôn. Thì các bác cứ lên mã em sẽ cái chổi đen nhá. Đấy, chổi đen cọ ngóc ngách nhá. Đấy, chổi đen cọ ngóc ngách. Cái chổi này thì tại em đang bán với giá là 15k thôi. Đấy, lên mã em sẽ là cái chổi cọ đen nhá, chổi cọ đen chuyên cho bác cọ ngóc ngách nhá. Giá đang bán cho bác là 15.000 một cây. Đấy, 15k một cây. Về các bác dùng để cọ ngóc ngách rất là thích luôn. Đây. Đấy, phần sống nó bằng kim loại này. Đấy, các bác dùng để cọ những cái phần ngóc ngách, luồn lách vào những cái ngóc ngách, dùng thích cực kỳ. Cán nó là bằng tay cầm bằng nhựa nhá, khá là êm. Đó, ok luôn. Lông bàn chải này, đấy, lông bàn chải nó rất là dày nhá. Đấy, rất là dày nên các bác nó cọ rất là sạch luôn. Đấy, chổi cọ đen nhá, chổi cọ đen, trộn cọ ngóc ngách nhá. Đang bán là 15k một cây này. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây. Đấy, ví dụ như phần ngóc ngách này, nó cọ rất là sạch luôn. Đó, thấy không? Đấy, đây không? Đây. Đấy. Các bác nhìn này nhá, bình thường những cái chổi to nhá, các bác không thể luồn vào đâu, nhưng cái con này những cái ngóc ngách nhỏ là nó có thể là nó luồn vào được hết luôn. Nên là dùng thích cực kỳ. Đấy, thấy không? Những cái phần ngóc ngách này các bác nhìn này. Đấy, nó cọ vào rất là sạch luôn nhá. Đấy, thấy không? Quá sạch sẽ ngon này luôn. Đấy, dùng xong nó các bác lại rửa sạch sẽ, treo lên cái là ok. Đây, các bác cùng xem lại video này. Đấy, chổi cọ đen cọ ngóc ngách thôi nhá. Chổi cọ đen cọ ngóc ngách, giá đang bán một cây này là 15k một cây nhá. 15.000 một cây này các bác nhá. Đó cái cây bút thử điện này, bút thử điện nhá. Hôm nay em sẽ về cho bác cái mức giá mới luôn. Bút thử điện này bên em có tặng kèm pin cho bác luôn nhá. Có tặng kèm pin luôn. Đấy, thì em báo giá luôn, bữa trước đang bán một cây bút này với giá là 40.000. Hôm nay em về giá mới xả kho bán anh bác dễ mua luôn này. 20.000 một cây nhá. 20.000 một cây bút thử điện này. Với một cái mức giá này thì các bác quá dễ mua luôn. Một con bút thử điện đa năng. Đấy, và có tặng kèm thêm pin nhá. Con này thì các bác có thể kiểm tra thông mạch này. Đấy, rồi là kiểm tra pha nóng pha nguội này, kiểm tra từ trường này, đầy đủ ngon lành luôn. Đây. Đèn thì cực kỳ sáng luôn này, các bác nhìn này. Đấy, đèn nó rất là sáng nhá. Các bác thử đèn xanh này và nó có lên cả đèn đỏ nhá. Nếu mà thử trực tiếp đèn đỏ thì điện 220 nó sẽ lên đèn đỏ, còn đây em đang thử thông mạch này thì nó sẽ lên đèn xanh. Đèn rất là sáng luôn, bút rất chắc chắn. Đấy, tháo pin thay pin thì các bác tháo cho em cái lấy này ra này, trong cái tô vít là xoáy này ra, sau đó các bác thay pin. Đấy, pin thì có tặng kèm thêm cho bác là một cái đốc pin này nữa, để ví dụ về hết pin thì các bác lại thay, có thế thôi. 20.000 một chiếc nhá, 20.000 cho một chiếc bút điện đa năng thông minh. Bút này rất là ok đấy, cái này em bán cực kỳ nhiều luôn. Đấy, và hôm nay về nó mức giá mới nhá, 20k một chiếc nhá. Lên mã em sẽ cái bút thử điện đa năng nhá, bút thử điện đa năng. Giá đang gửi bác giá thanh lý là 20k nhá, giá xả kho 20.000 một cây bút này các bác nhá, 20k một cây bút này. Đây các bác cùng xem cái công năng sử dụng hoạt động của cây bút này, các bác cùng coi này. Đây. Bác nào hay phải dò điện thì dùng bút điện đa năng này nhé. Chức năng thứ nhất là dò dây điện bị đứt ngầm. Đấy, điện là nó dẫn đến chỗ nào thì đèn nó sẽ sáng xanh ở chỗ đó ạ. Và khi nào đến chỗ bị đứt ngầm thì đèn sẽ không sáng nữa. Đây, và em sẽ tút ra, đây chính là cái chỗ mà nó bị đứt ngầm. Các bác nhá. Chức năng thứ hai là đo thông mạch. Đấy, bằng cách nào ạ? Ví dụ như một cái dây điện nhà mình đây, mình kiểm tra xem nó có bị đứt ở đâu hay không, bằng cách ạ, một đầu dây điện mình chập vào đầu của bút ạ, và đầu còn lại mình chập vào đầu còn lại của bút. Nếu mà bút nó sáng xanh như thế này là dây điện nhà mình vẫn ok, không bị đứt ạ. Nếu mà đèn nó mà không sáng thì dây điện này đã bị đứt các bác nhá. Đấy, sáng này, không sáng này. Và chức năng thứ ba là cảm ứng từ trường. Chỉ cần để bút ở ngoài này là đã biết đâu là dây pha lửa và đâu là pha mát nhá. Ví dụ đây là cái dây pha lửa thì đèn sẽ sáng xanh, đúng không ạ?
và cái pha nguội thì đèn nó sẽ không sáng các bác nhá. Chức năng ưu việt cuối cùng là gì ạ? Nó cũng như những chiếc bút thử điện khác thôi. Ví dụ như pha lửa mình chọc trực tiếp vào thì cả đèn xanh và đèn đỏ sẽ sáng nhé. Và đèn nó sẽ rất là sáng, không như những cái bút thử điện bình thường ở nhà mình đâu ạ. Và khi mình chọc ra pha nguội thì chỉ có đèn xanh sáng thôi. Và đây chính là chiếc bút thử điện đa năng mà các bác nên dùng để mình mang đi sửa chữa. Đấy, thực tế về sản phẩm bút điện nhá, một chiếc bút điện đa năng rất là nhiều công dụng tác dụng đấy, phục vụ các bác sử dụng sửa chữa điện đóm gia đình nhà mình rồi là anh em thợ thuyền quá ok luôn. Hôm nay em xả nhanh bán lỗ cho bác luôn là 20k một cây nhá, 20.000 một cây cây bút thử điện đa năng nha. Rồi em qua mã tiếp theo. Tiếp theo thì em lên xả luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ tô vít đen này. Đấy, bộ tô vít đen, cứ lên mã em sẽ là cái bộ tô vít đen nhá. Đấy, bộ tô vít đen. Bộ này thì sẽ gồm có cho bác là một cái thân vít này, một thân vít và đi kèm là 6 cây vít. Và 6 cây vít này thì mỗi cây là sẽ có 2 đầu. Thì tổng thì khi mà các bác sử dụng thì các bác sẽ sử dụng được tổng là 12 đầu vít khác nhau nhá. Đấy, 12 đầu vít khác nhau. Đó, đây, 12 cái đầu vít khác nhau này. Đấy, từ sao, hoa, thị, cộng, trừ đầy đủ hết luôn này. Đấy, rất nhiều những cái mã đầu vít khác nhau nhá. Và có đi kèm đó là một cái thân vít như này. Đấy, thì các bác lấy đầu nào, dùng cây nào thì các bác cắm vào đây. Đấy, cắm vào đây. Và con này nó có chỉnh cả cữ này. Đấy, các bác muốn cho nó ngắn vào thì các bác cho nó ngắn vào, các bác muốn cho nó dài ra thì kéo nó dài ra. Đấy, cho nó khớp vào. Đây nó có những cái rãnh khớp này. Đấy, và con này nó có thể là xoáy nhanh không nhá, xoáy nhanh luôn. Đấy, có thể xoáy nhanh và các bác có thể đảo chiều luôn nhá. Đấy, đảo chiều rồi các bác khóa đứng chết. Đấy, khóa đứng chết. Đứng khựng này hoặc các bác có thể đảo chiều được các bác xoáy nhanh. Đấy, đảo chiều bác xoáy nhanh. Các bác nghe cái tiếng xoáy nhanh là các biết con này là nhiều nhá. Đấy, nghe cái tiếng xoáy nhanh thì nó cứ tạch 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 này. Đấy, cái thân vít đầu vít nó rất là dễ cầm, dễ xoáy các bác nhá. Đấy, thì khi mà các bác mua thì sẽ sở hữu được là một cái thân vít nhá. Và đi kèm cho em là 6 cái cây vít này và một cây là 2 đầu thì tổng là các bác sẽ xài được là 12 đầu vít khác nhau nhá. Đây này. Ở đây nó sẽ có đầu hoa thị này, đầu cộng, đầu trừ này, đầu tam giác này. Đấy, bên này này, đấy bên này có những cái đầu rất là dị luôn. Nói chung là cái bộ này các bác sử dụng gia đình này, anh em thợ thuyền dùng cho em bộ này quá ok luôn. Đấy, hôm nay em cũng xả kho luôn cái bộ này nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bộ tô vít đen nhá. Đấy, tô vít đen. Tô vít đen này thì bữa trước bên em đang bán là 80.000, hôm nay em xả luôn cho bác giá chỉ còn có 50.000 thôi. 50k cho một cái bộ tô vít đen này, 50k một tụ tô vít. Đây, bộ này của nó là 13 trong 1 như này. Đấy, tổng nó sẽ gồm có là 12 đầu vít và một cái thân vít thì nó hay gọi là bộ 13 trong 1. Đấy, hay còn gọi là bộ tô vít đen nhá. Tô vít đen 50.000, bộ này xả kho luôn nhé các bác nhá. 50.000 bộ này thôi nhá. Rồi, tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn cho các bác, đó là cái bộ cạp cắt ống này. Đấy, cạp cắt ống. Cái này thì cái cạp này chuyên để các bác cắt ống kim loại nhá. Đấy, cạp cắt ống đồng, cắt ống kim loại. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái cây cạp cắt ống đồng, ống kim loại. Đấy. Cạp cắt ống này, cạp cắt ống. Ống đồng này, ống kim loại này, ống típ, ống kim loại nhá. Đấy, bữa trước thì đang bán cái này là 100.000. Hôm nay em cũng xả luôn cho bác, giá sẽ là đi hôm nay em xả luôn cho bác giá chỉ còn có 70.000 thôi. 70k nhá, chỉ có 70k thôi. Đấy, bán nhanh, bán hết đi nó vãn đi các bác nhá. Cuối năm rồi. Cạp cắt ống 70k nhá, 70k. Bữa trước đang bán là 100.000 thôi nhá. Đây. Cái này thì thực tế sản phẩm này thì chuyên về các bác, ví dụ như các bác cắt những con ống típ kim loại này, rồi là ống đồng này. Đấy, ống đồng, ống sắt, ống thép này. Đấy, thì con này nó cắt được cỡ ống là từ ống 3 nhá, từ ống 3 cho đến ống lớn nhất là ống 32. Đấy, ống nhỏ nhất là ống 3 và ống lớn nhất tối đa nó cắt được là ống 32 nhá. Thì con này rất là dễ cắt thôi. Đấy, thì về các bác cắt ống thì các bác nới ra nhá. Nới ra cho nó vừa với ống của mình. Đấy, sau đó là khi mà cắt ấy, thì các bác cho ví dụ đây. Em có ví dụ đây là cái ống này. Đấy, các bác cho vào. Các bác cạp đây nhá, cạp đây. Đấy, sau đó là các bác để nó khớp vào cái rãnh này. Đấy, để nó khớp vào cái rãnh này, sau đó là các bác siết nó vào một chút. Đấy, sau đó cứ thế là các bác quay. Cứ này các bác quay thôi. Đấy, mình quay đâu là các bác siết đấy nhá. Thì cái phần lưỡi dao này, cái phần lưỡi dao nó sẽ quay theo. Đấy, nó quay theo này. Đấy, các bác nhìn thấy cái phần lốt chưa? Đấy, nhìn các bác nhìn thấy phần lốt chưa? Đấy, khi mà quay đâu là nó sẽ lốt đấy và các bác cứ thế các bác siết nó vào, bắt đầu cứ thế mình cứ dần dần mình siết vào. Đấy, thì nó sẽ tạo thành một cái đường cắt nhá. Đấy, thì nó sẽ cắt dần là nó sẽ cắt hết. Cắt ngon này những cái ống kim loại, ống sắt. Đấy, cắt là từ ống 3 nhá. Ống nhỏ nhất là ống 3 cho ống lớn nhất là ống 32. Đấy, chuyên để các bác cắt những cái cặp cái ống đồng nhá. Ống đồng này, ống kim loại, ống sắt, ống tít này. Đấy, lên mã em sẽ là cái cặp cắt ống. Hôm nay em xả kho bán em luôn. Giá chỉ còn có 70.000 một cây thôi. Đấy, 70k. Đấy, các bác cùng xem thực tế sản phẩm này. Không cần phím, không cần điện, chỉ cần cài lên ống, vặn bằng tay là có thể cắt xuống được đó. Dù bàn có ống sắt, ống đồng hay là ống PC. Dễ và tiện. Mọi người xem đây, miếng cắt ngang rất mịn và phẳng. Đây là đấy, một thực tế về sản phẩm nhá. Khi mà các bác cái cắt cái đường ống nó cắt rất là mịn và phẳng lắm nhá. Ống đồng hay là ống PC.
Đó, thấy không? Cắt rất là ngọt mọi luôn, người cắt xem rất là đây, ngon. Cái này tiếp em bán theo. nhiều mà. Đấy, kèm cắt ống nhá, kèm cắt ống đồng, cắt ống kim loại nhá, 70k một chiếc này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là một cái con vòi nối nhá, vòi nối lắp chuyên cho các bác lắp vào những cái chậu bồn rửa bát nhá. Đấy, lắp vào bồn rửa bát rất tiện luôn. Bình thường là các bác mua những con vòi ở nhà ấy là nó không có những cái chế độ mà ra tia sen hay nào đâu, như về các bác mua cho em con này về. Đấy, bình thường là các bác mua cái vòi chắc là vài chục nghìn thôi, nhưng các bác mua thêm cho em lắp này vào thành cái vòi mấy triệu luôn, rất ok luôn. Tí nữa em sẽ quay cho bác xem về cái sản phẩm này, nó rất là hay đấy, mà giá nó bình dân lắm. Hôm nay em cũng xả luôn cho bác cái mã này nhá. Đấy, xả luôn cho bác cái mã này. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây vòi nối nhá. Đấy, vòi nối lắp vào bồn chậu rửa bát nhá. Đấy, vòi nối lắp vào bồn chậu rửa bát. Bữa trước đang bán là 60.000, hôm nay em xả luôn cho bác, giá chỉ còn có 30.000 thôi. 30.000 cho một chiếc vòi nối nha. Đấy, chỉ có 30.000 thôi nhá. Đó. Đây. Tổng quan con vòi đây. Đấy, nó có thể là lắt léo này, lắt léo này, rồi là ở đây là cái phần đầu silicon. Ví dụ như những cái ống nước các thứ là các bác cho vào một cách dễ dàng luôn, vì cái phần đầu silicon nó co giãn mà. Đấy, nó co giãn. Đấy, nó khi mà các bác nhét thì nó sẽ giãn ra và các bác đẩy nó khớp vào thì nó sẽ co vào, nước nó không bị tràn ra đường này nhá. Đấy, nước không bị tràn đâu, các bác dùng ok luôn. Và đây là cái chế độ tỏa của nó này, thì nó sẽ có là hai chế độ nha, một chế độ ra cái tia giữa này, đấy, và một cái chế độ nó ra những cái tia sen ở ngoài. Và con này nó có thể lắt léo đi, đấy, lắt léo đi như một chiếc vòi xịn sò con này luôn. Đấy, mà giá nó bình dân, vòi xịn nhưng mà giá là hạt rẻ nhá. Đấy, 30k nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái vòi nối lắp vào bồn bồn chậu rửa bát nhá. Đấy, lắp vào bồn chậu rửa bát đang gửi bác giá một cái vòi này với giá là 30.000. Đây em sẽ có một cái video quay luôn cái sản phẩm như em đang xài luôn, dùng cực kỳ ok luôn. Đây các nhá, đây nhà em đang xài con đấy đây. Đấy. Thì về các bác có những cái vòi nước bình thường này, nó không có chế độ gì đâu, thì các bác mua cho em cái con này về. Đấy, thì các bác lừa lừa cái đầu silicon này các bác cho nó vào, nó rất là dễ cho vào thôi. Đấy, khi mà xả nước này, em xả nước này. Đó, thì nó sẽ ra thành những cái tia nhỏ li ti này. Và nó có hai chế độ nhá. Và một chế độ nữa là chế độ ra cái tia nhỏ nha. Còn câu thì các bác có thể lựa chọn chuyển sang tia này. Đấy, con này thì nó có thể lắt léo này từ bên này này sang bên này. Đấy, một cách gọi là quá là ok luôn, dễ dàng ngon lành nhá. Đấy, các bác có thể di chuyển gọi là xung quanh cái chậu rửa bát luôn. Đấy, xung quanh cái chậu rửa bát này một cách là rất là linh hoạt nhá. Đấy, các bác rửa mọi chỗ mọi nơi luôn nhá, quá ok luôn. Đấy, lắt léo thoải mái luôn nhá, vì cái phần này của nó là cái đầu lò xo này, đấy, cái dây lò xo nên là nó lắt léo được mọi hướng mọi chỗ đó, rất ok luôn. Và có thể là ra cái tia nước này, đấy, cái lực nước nó ra rất là mạnh nhá, ra rất là khỏe nước luôn. Đấy, nước ra tràn trề luôn nhá. Đó, 30.000, nói chung là một cái sản phẩm rất hay, về để các bác lắp vào cái bồn chậu rửa bát nhà mình các bác xài nhá, rất ok đấy. Đó, recommend sản phẩm này các bác nhá. Đó thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá, lên mã em sẽ là cái vòi nối lắp vào chậu rửa bát nhá, 30.000 một cái chiếc vòi nối nhá. Chai xịt sơn inox thì bên shop tiếp tục hàng về này. Đấy, bán cực kỳ chạy luôn các bác nhá. Cái này về để các bác chuẩn bị làm mới những cái dụng cụ đồ đạc các thứ trong nhà mình này. Đấy thì nó là chai xịt mạ inox nhá. Về các bác xịt nó mạ nhìn cái kiểu cái màu inox nhá. Đây, đấy, một chai này thì cái trọng lượng của nó là 180g và cái dung tích là 350ml. Đấy, xịt mạ inox nhá. Lên mã sẽ là chai xịt mạ inox thì cái chai rất dễ dùng thôi. Về thì các bác sử dụng các bác lắc đều lên nhá. Lắc thật đều lên. Sau đó các bác cứ thế các bác xịt vào những chỗ nào các bác cần xịt nhá. Những cái chỗ mà các bác cần xịt thì các bác để ý giúp em là các bác vệ sinh nó sạch sẽ đi. Đấy, như ví dụ những cái chỗ mà nó rỉ sét các thứ vệ sinh sạch sẽ đi để cho cái độ bám dính nó sẽ cao hơn nhá. Đấy, nó phát huy hết tối đa tác dụng của cái chai này. Lên mã em sẽ là cái chai xịt inox nhá, xịt mạ inox này. Xịt mạ inox nhá, xịt mạ inox này với giá là 50k một chai thôi, chỉ có 50.000. Đấy, 50k cho một cái chai xịt mạ inox này. Đây các bác đợi chút để em test luôn cho bác cái sản phẩm này đây. Cái chai này của em đang dùng đây. Đấy, cái chai này của em đang dùng em xịt rồi này. Đấy. Đây để em test cho bác coi nhá. Nó lên cái màu cực kỳ đẹp luôn, lên cái màu mạ inox nhìn nó sáng bóng nhìn đẹp lắm. Đấy, mà chỉ có 50.000 thôi. Đây là các ơi, đây là cái hôm bữa là em xịt hai cái vệt nhà em này, các bạn nhìn này, hai bên nhìn nó khác hẳn nhau nhá. Đây một bên chưa xịt này, nhìn nó xỉn xỉn này, bên nó xịt nhìn nó rất là bóng luôn này. Đây này, kể cả bên trên này thế này. Đây này, đó, đây em sẽ xịt cho bác thêm một cái lượt mới luôn nhá. Đấy, lượt đây. Xịt cho bác thêm một cái lượt mới này, đây này. Em sẽ xịt đây luôn nhá. Cái chỗ này em chưa vệ sinh nhá. Còn nếu mà về các bác xịt mà các bác vệ sinh nó sạch sẽ những cái xỉ hà này cái tí kia. Đây. Đây em xịt này. Đấy đây không? Nhìn nó mới keo luôn nhá. Nhìn các bác nhìn nó mới keo luôn này, nhìn nó bóng hẳn lên luôn nhá. Đây. Đấy, nhìn nó bóng hẳn lên luôn này. Bình thường là bên này là nó không bóng ở đâu, nhưng bên này nhìn nó bóng hẳn lên luôn. Đó, thấy không? Nhìn nó bóng hẳn lên luôn nhá. Đó, hai bên nhìn khác hẳn nhau này. Đấy, cái đây em quay cái chỗ nào em đang xịt này. Đấy, nhìn nó bóng hẳn lên luôn, hai bên nhìn nó bóng hẳn luôn, rất là hay nhá.
Đó thì các bác lên mã em sẽ là cái chai xịt mạ inox nhá, xịt mạ inox. Đó thì bên em đang bán là đi 350.000 à 50k nhá. Dung tích của nó là 350ml nhá, 50k một chai nha. À, nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai thành phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ giờ luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này, đấy dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào, vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000, lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái típ keo hai thành phần nha nhá, 40k. Một típ này là 100ml nhá. Đấy, một típ này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Kéo gà Nhật thì bên em vẫn có hàng để phục vụ bác nhá. Lên mã em sẽ cái cây kéo gà Nhật này. Cây kéo gà Nhật này hiện tại em đang có giá là 130.000 một cây. Đấy, con này thì về các bác chuyên dùng để cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, sử dụng nhà bếp cho em. Nó là dòng thép SK5 nhá, không bị rỉ. Đó, vào đây. Nó có cả cái phần khóa hãm này. Đấy, lúc nào không dùng thì mình có thể hãm vào, còn không thì dùng các bác mở ra. Nó có lò xo đẩy trợ lực này. Cắt cực kỳ ngọt luôn. Dòng này thì cắt thì bao sắc bác luôn, cắt ngọt lắm, cắt cực kỳ ngọt. Đây. Cắt cho bác con này. Đấy, đây không? Cắt rất ngọt luôn nhá. Cắt thì cứ bao cắt cho bác luôn. Con này các bác bao cắt bác luôn, cắt cực kỳ ok. Đấy, cắt xương gà, xương giếc các thứ nào các bác ngại dùng thớt thì các bác có thể mang cho em cái con này ra các bác xiến cho em. Đấy, không cần phải thớt thiết gì. Cứ cầm con này mà nghiến thôi nhá. Cái phần tay cầm các bác nhìn này, nó thiết kế nó rất là đầm tay, nó vừa tay. Đấy, nó bo góc này, các bác cầm nó rất là vừa tay nhá. Đấy, và các bác cầm nó có lực hơn. Đấy. Hàng của Japan, kéo gà Nhật nhá. Thì các bác lên mã cho em sẽ là sản phẩm là cái cây kéo gà Nhật. Bên em đang bán một cái cây kéo gà Nhật nha, với giá là 130.000 một cây nhá. Kéo gà Nhật này. Kéo gà Nhật 130k một cây nhá, 130.000 một cây thôi. Đấy, về các bác dùng sử dụng nhà bếp này. Đấy, chuẩn bị Tết đến nơi rồi. Các bác mua về dùng để cắt đồ, cắt thịt gà, thịt vịt, rồi cắt xương, cắt rau củ quả sử dụng nhà bếp cho em. Cây này thì tuyệt cả vời mà siêu bền luôn. Đấy, nó rất là dày, cái thớ kéo rất là dày này. Con này ngoài chức năng là cắt thì mình có thể là sử dụng được rất nhiều chức năng, ví dụ như chức năng đánh vảy cá này, các bác nhìn cái phần răng cưa này, các bác có thể là dùng để đánh vảy cá này. Rồi ở đây nó có một chức năng rất hay, đó là cái chức năng kẹp càng cua càng ghẹo, rồi kẹp hạt này. Ví dụ như là những cái càng cua càng ghẹo là các bác cứ phải dùng để đập các thứ này, các bác cho đây các bác kẹp, cho trực tiếp vào đây các bác kẹp chưa. Đấy, cho trực tiếp các bác kẹp nhá. Đấy, rồi là ví dụ như là những cái quả nó rắn, ví dụ như quả óc chó rồi các bác cho đây các bác kẹp này, vỡ luôn nhá, ngon lành luôn đấy, chắc chắn lắm. 130.000 một cây nhá. Lên mã em sẽ được hỏi là cây kéo gà Nhật nhá. 130.000 cho một cây kéo gà Nhật này. Hàng bao dùng bao xài bác luôn, bảo hành bác luôn nhá. Đấy, hàng mà không dùng được bên em cho bác trả lại luôn. Con này nói chung là quá ok rồi. Xịn mà chất lượng dùng ok lắm. Thì bên em có bán đợt này nó về nhiều bác hỏi cái mã pin pin này này. Nhiều bác hỏi cái mã pin nhỏ nhỏ này. Cái pin này nó là cái pin 23A nhá, 12V. Cái pin này thì chuyên để cho các bác lắp vào ví dụ như là cho remote, dùng cho remote điều khiển từ xa này, hoặc là điều khiển cửa cuốn này. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một cái viên pin như này với giá là 10.000 nhá. 10.000 một viên nhá. Đây này. Chắc là nhiều bác mua cái bộ remote này anh em, cái bộ điều khiển này anh em này, mà nhiều bác hỏi là có pin bán kèm không. Đấy thì bữa trước là nó không có hàng đâu. Thì hôm nay nó về cái mã này cũng rất là hay. Đây. Thì em lấy cho bác coi. Đây là bình thường là ở những cái bộ điều khiển từ xa là nó hay có cái điều khiển như này này. Nó hay có cái điều khiển như này. Và các bác tháo cho cái phần chân ra là các bác nhìn thấy cái điều khiển nó luôn này. Đây này, đấy viên pin này này. Đấy, thì nhiều bác là bảo là tôi dùng cái điều khiển này hiện tại nó bị hết pin mà bây giờ không có pin thay. Thì đây bên em có bán cho bác luôn nhá. Thì đang bán cho bác là một viên này là 10.000 các nhá. Một viên này là 10.000. Đấy. Pin pin 23 nhá, 12V. Đấy, chuyên dùng cho lắp cho remote điều khiển từ xa, hoặc là những cái thiết bị như là điều khiển cửa cuốn nhá, điều khiển cửa cuốn. Cái pin này nói chung là
thị trường thì nó cũng khá là dị và nhiều lúc khá là hiếm hàng đấy. Đấy thì về cái lô pin này nó chắc khoảng tầm vài chục viên thôi, thì bác nào tranh thủ mà những cái điều khiển nhà mình nó hết pin thì các bác có thể mua thôi nhá, có thể mua. Thì đang bán là một cái pin pin các bác cứ lên mạng em sẽ là cái pin 23A 12V nhá. Đấy pin 23 pin 23A 12V. Đấy, chuyên dùng cho remote hoặc là điều khiển cửa cuốn. Đó, thì đang bán một viên pin 12V 23 như này với giá là 10.000 nhá. 10.000 cho một cái viên pin remote 12 23 12V 23A các bác nhá. Đấy. Đó, đây. Nó rất là nhỏ thôi. Đấy, nhưng mà nhiều khi là nhiều bác mua cái bộ điều khiển em là các bác đang dùng bị hết pin ấy thì các bác có thể mua về để thay các bác nhá. Đấy, thì là cái bộ điều khiển từ xa là nó dùng cái pin này này. Đó. Rồi em qua những cái mã hàng tiếp theo nhá. Nhiều hôm nay nhiều những cái mã hàng mới lắm, giá tốt mà dùng ok. Gen con nhiệt đây, gen con nhiệt thì giá nó bình dân thôi. Đấy, bên em sẽ bán nó combo là 5 sợi nhá. 5 cái sợi gen con nhiệt thì nó sẽ có kích cỡ là 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly và to nhất là 5 ly. Đấy, và bên em sẽ bán nó combo là 5 ống gen con nhiệt. Thực ra thì nó là 5 sợi nhá, 5 sợi. 5 sợi ống gen con nhiệt. Đấy, 5 sợi. 5 sợi này với giá là 10.000 nhá, 10.000 thôi. Đấy thì sẽ bán nó combo 5 sợi một nha. Đấy thì nó sẽ có là các cỡ từ nhỏ nhất này là 1 ly này. 1 ly này rồi là 2 ly này. 2 ly. 3 ly này. Đây 3 ly nó to một chút này. Rồi là 4 ly. Đấy 4 ly và to nhất là 5 ly nhá, to nhất là 5 ly. Đấy thì bên em sẽ bán nó combo là 5 sợi một thì đây. Đây em sẽ rút cho bác 5 sợi một này. 2 sợi này. 3 sợi này. 4 sợi này. 5 sợi này, đấy, bên em sẽ bán cho là các bác là 5 sợi này là 10.000 này. 5 sợi này thì về ví dụ các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, 5 sợi là nó vào là đi hơn 3 mét các bác nhá, hơn 3 mét đấy. Nếu mà 5 sợi tính vào là hơn 3 mét vì nó một cái sợi này rơi vào khoảng tầm 60 phân. Đấy, dài chiều dài là rơi khoảng tầm 60 phân. Thì 5 sợi nha. Thì sẽ có giá là 10.000. Đi về để dùng để các bác dùng để ví dụ như là những cái dây điện nhà mình ấy nó hở, những cái chỗ mà các bác không dùng cuốn băng keo được thì các bác cho em cái ống gen con nhiệt này vào, xong là các bác dùng lửa các bác hơ nhá. Đấy, dùng những cái đầu khò các bác hơ, khi mà con nhiệt nó tác động vào cái ống gen này thì tự động là cái ống gen nó sẽ co vào nhá, nó sẽ co vào đấy, nó sẽ co vào các bác nhá, nên là dùng rất là hay. Các bác dùng để bảo vệ những cái mối nối dây điện là nó không bị hở các thứ ra. Đấy, ok luôn. Combo 5 sợi ống gen con nhiệt nhá. Đấy, combo 5 sợi ống gen con nhiệt từ to đến nhỏ thì sẽ là 10.000 nhá, 10.000. Đấy, nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, bán gọi là bán giao lưu cho bác thôi, chứ thực ra cái này hàng này bên em là không có lãi đâu. Đấy. Combo 5 ống gen con nhiệt, 5 sợi ống gen con nhiệt là 1 2 3 4 5 mm là 10.000 nhá, 10.000 cho một cái combo 5 sợi này. Chỉ có 10.000 thôi này. Đấy, về các bác dùng nói chung là dùng gia đình anh nhá, thợ thuyền dùng ok luôn. Đấy, 5 sợi 5 kích cỡ khác nhau. Đấy, về như sợi to thì cho vào dây to, sợi nhỏ cho vào dây nhỏ, và khi mà có nhiệt nó tác động vào thì cái gen này nó sẽ co vào như kiểu là các bác cuốn băng keo, nhưng mà đôi khi cái này dùng nó tiện hơn băng keo nhiều. Băng keo là các bác phải cuốn trước, là như con này là các bác chỉ việc là xỏ vào, sau đó các bác dùng nhiệt các bác hơ là tự động là nó sẽ co vào thôi, dùng hay lắm. Đấy, gen co nhiệt nhá, combo 5 ống gen co nhiệt là 10.000 nhá, 10.000. Đấy, đây combo 5 sợi là 10.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con túi da du lịch này. Đấy, nhiều bác hỏi cái mã này lắm, thì đây mày tiếp tục về mã hàng túi da du lịch nhá, quá chất lượng luôn, túi thì cực kỳ to. Con này kích thước của nó sẽ là 450 nhá, 50 x 30, 50 x 30 x 30 nhá. Đấy, chiều dài 50, chiều rộng 30 và chiều cao 30. Đấy, kích thước đấy. Còn là giá thì em báo luôn là 130.000 một chiếc nhá, chỉ 130.000 thôi. Chất liệu da cực kỳ xịn sò này. Đấy, bóng đẹp rất ok luôn nhá. Phần tay sách này, tay sách con này thì thực ra các bác sách thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, còn khoác thì cũng ok luôn. Khoác thì ở đây bên trong là nó sẽ có dây dợ đi kèm. Đấy thì về các bác cho cái dây này vào này. Đây nó có cái dây bên trong này. Đây. Đợi chú đem lấy cái dây. Đây nhá, đây túi của nó đây. Đấy, khi mà các bác xách lên thì nhìn rất là ok luôn đấy. Đấy, xách lên nhìn rất là đẹp luôn này. Đây, túi cực kỳ đẹp luôn. Đó. Con này thì các bác có thể xách hoặc mình có thể đeo dây, thì đây bên em sẽ có gửi kèm thêm các bác là dây bên trong, thì về các bác có thể lấy cái dây bên trong. Thì về các bác có thể đeo chéo này, hoặc là các bác xách. Sách thì nhìn con này nhìn nó sẽ chất hơn. Đó. Con này nó có rất là hay là nó có một ngăn chính các bác nhá. Ngăn chính thì cực kỳ to, các bác để rất là nhiều đồ, 5-7 bộ quần áo cho em thoải mái luôn. Ngăn cực kỳ to nhá, ngăn chính to lắm. Đấy, khóa kéo cực kỳ trơn tru nhá. Đây bên trong này, hai lớp luôn, bên ngoài lớp da, bên trong là một lớp chống nước luôn này. Đấy, một lớp chống nước luôn, hai lớp nhá. Đấy, đấy, bên trong cực kỳ là rộng luôn.
bên trong các bác để 5-7 bộ luôn. Một cái túi to này, một cái túi này nó đã là phải là dày bằng một bộ quần áo luôn này, em để chắc khoảng tầm 5-7 cái túi luôn, rất là to. À, bên ngoài thì nó có một cái ngăn rất là hay, đó là cái ngăn đựng giày nhá. Ví dụ như các bác đi du lịch đi chơi mà các bác có một cái đôi giày mà nó bị bẩn ấy, mà các bác không muốn để chung với quần áo thì mình có thể cho vào trong cái ngăn này. Đấy, để các bác để riêng ra nhá. Đấy là cái ngăn này là cái ngăn để giày. Đấy, còn đây là những cái lỗ để các bác xỏ dây. Cái quai thì các bác có thể xách nhá. Đấy, túi rất là đẹp luôn. Chất da thì nói chung là không gì phải bàn với cái chất da rồi. Đây có nhìn này, chất da này, rất đẹp luôn nhá. Sáng bong luôn. Đấy. Hàng hãng các thứ giấy tờ đầy đủ luôn nhá. Đấy, tem mác ngon lành luôn. Đó, lên mã em sẽ là túi da du lịch nhá. Túi da du lịch. Bên em đang gửi bác một cái túi da du lịch này, giá chỉ có 130.000 thôi. Kích thước là 50 x 30 x 30. Đấy thì bữa trước bác nào chưa mua được thì hôm nay tranh thủ chốt đơn luôn nhá. Đấy. Hàng nó rất đẹp mà giá nó rất là bình dân đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Túi da thời trang đẹp, rẻ, đựng được nhiều đồ. Sắp tới mình có một cái chuyến du lịch ngắn ngày và mình cần một cái túi đựng hết được đống đồ này nhưng vẫn phải rẻ và đẹp thì đây chính là sự lựa chọn của mình. Đặc biệt là có cả một ngăn để giày dép rất là tiện lợi. Một cái túi đa dụng để được nhiều đồ và quan trọng là nó đủ đẹp để chúng ta mang ra ngoài. Đấy các bác thấy không? Các bác có thể là xách này, các bác có thể chia đeo này, đeo chéo này. Đấy. Các bác mang đi du lịch này để được rất là nhiều đồ luôn. Quần áo, giày dép rồi là đồ đạc phụ kiện của mình. Thoải mái luôn. Đấy rồi là đi công tác, đi chơi. Đấy mình mang đi rất là đẹp luôn. Nhìn nó sang trọng lịch sự. Quan trọng là nó đủ đẹp để chúng ta mang ra ngoài. Đấy quá đẹp luôn nhá. Thực tế đấy nhá, người mẫu đeo đấy rất đẹp luôn. Đó. Thực tế review sản phẩm nhá. Đó, thì lên mã em sẽ là túi du lịch nhá, túi da du lịch 130.000 nhá, 130.000. Cái túi này thì em quay nhìn nó hơi hòe hẹp thôi chứ thực ra mà các bác để đồ vào nhìn nó căng lên nhìn nó đẹp lắm. Đấy căng lên nhìn nó phồng phồng, nhìn nó đẹp dã man luôn. Đó, mà giá nó bình dân nó chỉ có 130.000 thôi. Đấy, các bác mua đâu được. Về các bác đựng đồ dùng để dịp Tết nhất này, mình đi lại này, rồi là đi chơi đi du lịch này rất ok luôn. Giá nó hạt rẻ mà bình dân ok luôn, chất da thì không gì phải bàn về chất da rồi. Quá đẹp luôn à. Đấy, chất da rất đẹp luôn nhá. 130k cho một chiếc túi da du lịch nhá, 130k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ bàn chải vàng 8 cây này. Bộ này thì hôm nay em cũng giảm giá xả kho luôn. Đấy, bữa trước đang bán là 50.000. Lên mã em sẽ cái hộp bàn chải vàng nhá, hộp bàn chải vàng 8 cây nhá, 8 cây. Bữa trước đang bán là 50.000, hôm nay em xả kho bán anh bác luôn. Chỉ còn có 30.000 thôi. 30.000 các bác nhá, 30.000 cho một cái hộp bàn chải vàng 8 cây luôn. Đấy, 8 cây. Mà nó chỉ có 30.000 thôi. Đấy, bình thường các bác ra quán ra xá là các bác mua một cây đã rơi còn là 10-15.000. Đây bên em bán là 8 cây chỉ có 30.000 mà cái hai rất hay là nó sẽ gồm có là một đầu bàn chải đi kèm bên dưới này, sẽ là một cái đầu cạo lưỡi nhá, một cái đầu cạo lưỡi rất hay luôn. Đấy, vừa là vệ sinh răng miệng vừa vệ sinh lưỡi luôn, quá ok. Lông bàn chải rất là mềm nhá, cái này dùng được cho trẻ em người lớn dùng hết luôn. Đấy đây. Đấy lông rất là mềm. Đó, lông cực kỳ mềm này. Bên dưới là cái phần đầu cạo lưỡi kiểu dạng đầu silicone cũng rất là mềm luôn, các bác dùng để vệ sinh lưỡi nhá. Đấy, tay cầm có phần bọc cao su chống trượt, khá ok luôn. Hộp bàn chải vàng 8 cây nhá, hộp bàn chải vàng 8 cây mà giá nó bình dân chỉ có 30.000 thôi nhá. Hôm nay em xả luôn, bán nhanh bác cho cái lô bàn chải vàng luôn. Hộp bàn chải vàng 8 cây 30.000 cho một cái hộp bàn chải vàng 8 cây nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái ổ điện U4 này, ổ điện U4 hàng của Apple, iPhone 13 Pro Max này, hàng của Apple nhá. Em báo giá luôn, lên mã em sẽ ổ điện U4. Cái này thì em bữa trước đang bán là 90.000. Hôm nay xả kho bán em luôn, giá chỉ còn có 70.000 thôi. 70k cho một cái ổ điện U4 nhá. Đấy 70k một chiếc ổ điện U4 này, hàng Apple. Rất là xịn sò con này nha. Đây. Cái ổ điện sẽ gồm những cái cổng chân cắm tai xi rất là ok. Đấy rồi là cả cái chân cổng USB. Ở đây nó là cái nguồn vào nhá. Nguồn vào của nó sẽ các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 và ra đầu ra của nó sẽ gồm có là hai cổng BD. Hai cổng BD tức là hai cổng tai xi đấy. Đấy và hai cái cổng USB. Đấy, ví dụ này về các bác dùng để cắm sạc điện thoại này, rồi là bây giờ rất nhiều những cái thiết bị nó dùng những cái cổng tai xi này. Đấy các bác kiếm rất là khó, đấy các bác mua cho em cái ổ này về rất ok luôn. Đấy, gồm một nguồn vào 220 và nó xuất ra sẽ được là hai cổng USB nhá và hai cổng tai xi. Đấy, hàng của Apple, logo táo cắn dở này. Đấy. Cắm trực tiếp nguồn 220 là sạc. Đấy U4 nhá, U4 90.000. Đang giảm giá cho các bác là chỉ có 70.000 thôi. Đấy 70.000. Lên mã em sẽ là ổ điện U4 nhá. Bao gồm là 4 cổng ra nhá, hai cổng USB và hai cổng chân tai xi nhá. Đấy. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác đó là cái mã dây sạc 3 đầu. Đấy dây sạc 3 đầu nhá. Đấy thì về nếu mà các bác dùng, các bác có thể là dùng cái dây này các bác cắm vào đây nhá, cắm luôn với cái ổ này. Đấy, để các bác sạc cho điện thoại đấy. Đấy cắm luôn với cái ổ này. Để các bác sạc điện thoại nhá. Cắm sạc cho điện thoại này rồi là các thứ những cái thiết bị nhà mình.
Con này thì các bác có thể sạc hầu như tất cả các loại điện thoại bây giờ luôn. Đấy, ví dụ như là Samsung này, iPhone này, đấy, iPhone này các bác nhé, iPhone này, rồi là Samsung đời mới này, Samsung đời cũ này, chân này chân Type-C này, chân này chân Lightning này, chân này chân micro USB này. Con này thì nó là dòng dây sạc ba đầu nhé, dây sạc ba đầu. Đấy thì bên ngoài đều được bọc silicon này, chống gập chống gãy nhé. Con này các bác dùng thì siêu bền luôn, dùng khoảng tầm vài ba năm rồi là thậm chí 5 năm thoải mái cho em luôn một cái dây sạc này. Đấy, dùng cả 5 năm giờ luôn, dùng rất bền nhá. Đây là các bác nhìn này, cái phần silicon rất là dẻo nhá. Đấy, chống gập chống gãy rất là tốt luôn. Đấy, nó nói chung là bây giờ hầu như bây giờ nó hướng đến cái sự bền bỉ nhá, bền bỉ và tiện lợi nhá. Đấy thì cái dây sạc cam ba đầu nha, thì giá hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 4.000 dây nhá, 4.000 dây. Đó thì các bác có thể mua lên mã em sẽ cái dây sạc cam. Đấy, dây sạc cam ba đầu đang gửi bác là 40k nhá, 40k trong cái dây sạc ba đầu nha, 40.000. Còn cái ổ điện U4 nhá, đang bán cho bác là 70.000 nhá. Đây, ổ điện U4 này, 70.000 một cái đây. Đấy, còn cái dây sạc cam ba đầu thì đang bán là 40.000 nhá. Đấy, các bác có thể lấy được cả bộ này về mình xài luôn được, hoặc các bác có thể lấy lẻ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con áo mưa Honda. Hàng này của nó là hàng hàng tặng nhá, hàng tặng của công ty. Đấy thì em ôm lô thanh lý được cái mã hàng này cũng rất ok nhá. Nó là dòng áo mưa choàng nhá, áo mưa một người thôi, áo mưa choàng. Đấy, áo mưa Honda nhá. Cứ lên mã em sẽ là áo mưa Honda. Em bán giá bình dân thôi, 30.000 một chiếc nhá. 30k thôi. Đấy, bình dân. Các bác để trong cốp xe lúc nào mà mưa gió cái mình có cái mình lôi luôn. Nó là dạng áo mưa choàng nhá. Đấy, choàng từ trước đằng sau. Có phần tay áo thứ đây, các bác cùng xem hình ảnh về sản phẩm này đây. Đấy, khi mà choàng lên nó sẽ như này nhá. Đấy, che nói chung là che khá là kín rồi. Đấy, che khá là kín người luôn. Đấy. Đây. Đó, ok luôn nhau nhá. Giày rất chắc chắn lắm. Đấy, dòng áo mưa của Honda. Hàng này là hàng tặng của công ty Honda nhá, thì ôm đô thanh lý được cái lô này. Giá bình dân bán cho bác dễ mua, hàng hãng đàng hoàng ngon lành luôn nhá. Áo mưa Honda đang gửi bác là 30.000 một chiếc nhá, 30k một chiếc nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái đuôi đèn lò xo này. Đuôi đèn lò xo này thì anh em vẫn đang bình ổn giá để các bác dễ mua luôn. Đuôi đèn lò xo, đuôi đèn lò xo nhá. Giá của nó sẽ là 30.000 thôi. 30k cho một cái đuôi đèn lò xo nha. Dùng rất là hay này. Đây. Nó là một chiếc đuôi thiết kế là nó có kèm cả phích ở đây luôn. Ở phần đuôi này thì sẽ là có cái công tắc tích hợp ở đây. Đấy, tức là về các bác lắp bóng của các bác vào đây nhá, lắp cái bóng vào đây, bóng của nó, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy E27 nhá. Đấy, các bác lắp bóng vào đây nhá, sau đó là các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện này. Đấy, mỗi lần mà các bác dùng thì các bác không phải rút ra cắm vào nhiều, mà các bác chỉ việc là bật công tắc ở đây là đèn nó sẽ sáng hoặc là tắt đi, tùy nhu cầu các bác bật công tắc nhá. Và cái phần lò xo này thì các bác có thể bẻ điều chỉnh các hướng này. Đấy, điều chỉnh các hướng này, cái này nó gần như là một cái đuôi mà nó như kiểu là những cái dạng đuôi kiểu dạng đuôi di động nhá. Đấy, mình có thể là mang đi mọi chỗ mọi nơi, và là các bác để những cái chỗ nào nó phù hợp mình cần dùng. Đấy, không cần phải dây dạ lằng nhằng gì, về lắp quả bóng vào đây, cắm vào nguồn. Đấy, lúc nào dùng thì bật lên, không dùng tắt đi, nó quá là tiện lợi. Đấy, quá ok luôn. Mà giá nó bình dân nó chỉ có 30.000 thôi. Lên mã sẽ là đuôi đèn lò xo nhá. Đấy, đuôi đèn lò xo đang gửi bác là 30.000. Có thay của cái sản phẩm này là nó tích hợp cái công tắc đây này, nó rất là tiện luôn. Lúc nào dùng thì mình tắt đi, không dùng thì mình bật lên. Đấy, rất ok. 30k nhá, 30k cho một chiếc đuôi đèn lò xo. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái tấm cọ lưng này, cái tấm cọ lưng bằng silicon nhá. Cái này thì bên em bán khá là nhiều. Giá nó cũng hạt rẻ, nó có 30.000 thôi. Đấy, bác nào sau những ngày làm việc mệt mỏi căng thẳng này thì các bác mua ngay cho em cái tấm này về. Đấy, đây em báo giá luôn. Thì các bác cứ lên mã em sẽ là tấm cọ lưng nhá. Đấy, tấm cọ lưng. Tấm cọ lưng silicon. Đang gửi bác là 30.000 một tấm nhá. 30k một tấm nhá, chỉ có 30.000 thôi đây. Đó là một cái tấm này nhá. Đấy, ở cái phần đằng sau mặt của nó thì là cái những cái miếng hít, thì các bác có thể ấn vào cái phần mặt kính hoặc là những cái phần mặt tường đá hoa trong nhà tắm nhà mình để nó dính lên. Đấy, còn đằng sau thì là những cái gai này công dụng của nó là vừa massage thư giãn này, vừa kỳ cọ này, tẩy hết những cái phần ghét bẩn ở trên lưng rồi là trên người ngậm các bác rồi. Đấy thì con này thì các bác có thể sử dụng dùng kỳ cọt massage ok luôn. Đây các bác nhận hàng các bác cứ kiểm tra sờ thích cực luôn. Đấy, cái này em nghiện luôn. Mỗi lần em cũng buồn em ra em sờ này thích lắm. Đấy, nó massage thích cực kỳ. Đó. Tấm cọ lưng nhá các bác nhá, tấm cọ lưng silicon. Đấy, rất nhiều những cái gai này. Là 30.000 một tấm nhá, 30k một tấm. Đấy, 30k cho một cái tấm cọ lưng silicon dùng rất ok. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây. Đấy. Cái này thì các bác có thể kỳ cọ chân tay này. Đấy, kỳ lưng, đặc biệt là kỳ lưng nhá. Lưng nó rất là khó kỳ. Đấy, các bác dán lên tường này, kỳ tay này, kỳ bàn tay này, kỳ lòng bàn chân này, các kiểu luôn. Đấy, cho xà phòng vào các bác kỳ nhá. Dùng xong là các bác lại có thể đeo lên, hoặc là các bác
rửa xong các bác đeo lên, đấy là khô ráo ngon này luôn. Mà mình lại dùng tiếp, đấy tấm cọ lưng nhá, dùng để kỳ cọ lưng rồi là chân tay ngửa ngậm, vừa kỳ cọ vừa massage rất ok, thư giãn ok luôn. Đấy, 30k một tấm nhá, 30k cho một cái tấm cọ lưng này, 30k một tấm rồi, đấy, tấm cọ lưng nhá. Sản phẩm tiếp theo em cũng giảm giá luôn bác mang, đó là cái chai xịt chống thấm này, lên mã em sẽ là cái dạng chai xịt chống thấm nhá, nó là dạng chai xịt đấy nha bác nào hiện tại đang bị rột rĩa thứ này, đấy, rồi những cái chỗ nào nó bị nứt nở tường thì các bác mua cái lọ này về các bác xịt cho em nhá, mua về các bác xịt cho em. Đấy, thì lúc nào mà xịt thì các bác nhớ cho em là lắc đều, đấy, lắc đều, các bác lắc thật đều nhá, lắc thật đều, đấy, lắc thật đều cho nó các bác xịt này, đây em xịt thử các con này. Đấy, nó là cái dạng keo quá nhá, dạng keo, đây dạng keo này, như kiểu dạng keo sơn nhá. Đấy, các bác xịt, xịt trực tiếp vào cái chỗ nào mà nó bị nứt nở, chỗ nó bị thấm thế, cái thứ là các bác vệ sinh sạch sẽ đi, sau đó các bác xịt nhá. Và lưu ý em là các bác xịt trong cái điều kiện là thời tiết là nó nắng, đấy, và nó khô ráo nhá, sạch sẽ nhá. Đấy, thì các bác xịt thì nó mới phát huy hết tác dụng của cái sản phẩm này. Đó, thì cái lọ, cái chai xịt chống thấm như này thì một chai này với dung tích là 450ml, đó, em báo giá luôn, thế em đang gửi bác một cái chai xịt chống thấm như này. Với giá bữa trước đang bán là 60.000, hôm nay em xả luôn bác, chỉ còn có 40.000 thôi, 40k. Lên mã em sẽ là chai xịt chống thấm nhá, xịt chống thấm. Đấy, đang giảm giá chỉ còn có 40.000 thôi. Đấy, chai xịt chống thấm nhá, 40k. Nó là dạng chai xịt nhá, xịt rất ok luôn. Cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi. Đấy, hôm nay em cũng giảm giá từng sản phẩm một luôn. Đấy, để các bác dễ mua đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Hiệu quả lên đến 10 năm, chống thấm rột mái tôn, mái ngói, máng xối trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt, vỡ thủng trên các đồ vật khác, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím bất chấp nắng mưa, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Đó, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, chống thấm rột trên mọi bề mặt luôn, rất là hay. Đấy, một chai này là 400 mi, nó là dạng chai xịt nhá. Đấy, về những chỗ nào nó bị nứt nở thứ ra, đấy các bác xịt trực tiếp nó vào nhá. Đấy, xịt trực tiếp nó vào. 40.000 một chai nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con kìm chết này, con kìm chết nhá. Nhiều bác hỏi con mã kìm chết thì đây. Bên em đang có cái kìm chết của Filter. Con này thì dùng quá uy tín luôn. Cực kỳ cầm, cực kỳ chắc chắn nhá. Đấy, tay cầm toàn bộ đều bọc cao su, chống trơn trượt cho em. Đấy, rất ok. Phần ngàm kìm này, đấy, toàn bộ thì là thép CRV nhá, thép CRV siêu cứng cáp dây dẫn luôn. Đấy, siêu cáp dây dẫn. Đó, kìm rất ok. Xoáy siếc trơn tru ngon lành nhá. Đấy, khóa hãm xoáy siếc trơn tru ngon lành luôn. Con này thì giá bình dân hạt rẻ. Đấy, cho các bác sử dụng gia đình nhá. Anh em thợ thuyền dùng con này thì ok luôn. Giá hiện tại em đang gửi bác một cái cây kìm chết của Filter nhá. Giá chỉ có 80.000 thôi. Lên mã em sẽ cái cây kìm chết nhá. Kìm chết này hàng hãng nhá nhá, chứ không phải hàng linh tinh đâu. Đây là hàng Filter, hàng hãng này. Filter là một trong những thương hiệu chuyên về đồ gia dụng nhá. Đấy, chuyên về đồ chuyên về đồ kim khí, đồ sửa chữa cho anh em thợ thuyền. Đấy, hàng của Filter nhá. Đấy, nguyên hộp, nguyên vỉ luôn. Đó, liên mã em sẽ lấy cái cây kìm chết Filter. Kìm chết nhá. Kìm chết này thì bên em đang gửi bác giá bình dân chỉ có 80.000 thôi. Đấy, 80k cho một cây kìm chết Filter. Đấy, bán khá là nhiều rồi mà giá nó bình dân, nói chung là dùng chất lượng là dùng ok. Đó, 80.000 một cây. Giá hợp lý mà sản phẩm dùng ok. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây chổi trần nhà. Đấy, hôm nay em cũng xả kho thanh lý luôn cái sản phẩm này luôn. Đấy, bữa trước đang bán là 80.000. Hôm nay em xả luôn cho bác, giá chỉ còn có 50.000 thôi. 50k nhá, 50k. Lên mã thì em sẽ là chổi trần nhà nhá. Chổi trần nhà. Đấy, chổi trần nhà. 50.000 cho một cây chổi trần nhà nha. Đây em lấy cho bác coi. Nguyên hộp này. Đấy. Nó sẽ gồm có là một cái cần này và một cái đầu, cái đầu chổi nhá, để về các bác quét dọn. Đấy, quét dọn nhà cửa, đang bắt đầu dịp Tết rồi. Đấy, các bác quét dọn màng nhện, màng nhiếc các thứ này, trần nhà nhiếc ok, những cái chỗ nào ở trên cao nhá thì các bác mua cây về cho. Nó sẽ gồm có một cái đầu lông xù này và đi kèm là một cái thanh thanh cái cây gậy nhá. Cái cây gậy rất là hay. Đấy, đi về các bác lắp đặt, các bác xoáy vào. Ở đây nó là cái dạng gen xoáy này. Đấy, các bác mở ra nhá. Sau đó là các bác lắp nó vào, gen xoáy, xoáy chặt nó vào. Sau đó là các bác muốn dùng tầm cỡ nào thì các bác rút nó lên. Đấy, tầm nào các bác rút lên tầm đấy. Con này rút tối đa nó rơi vào tầm gần 3 mét nhá. Gần 3 mét khá là dài. Đấy, dài lắm. Đây này, đây này, các bác nhìn em ấy này. Đấy, rút ra rất là dài luôn nhá. Như kiểu là một cái cây xào luôn. Đấy, và lúc nào dùng xong thì các bác có thể thu nó gọn vào được. Đấy, thu rất là gọn gàng nhá. Đấy, thu gọn vàng. Và cái phần đầu này các bác có thể bẻ này. Đấy, phần đầu có thể bẻ, ví dụ như những cái chỗ nào có ngóc ngách các bác bẻ này, các bác luồn lách vào các bác quét nhá. Rất ok luôn. Đấy, cây chổi quét trần nhà nữa.
đang xả kho thanh lý cho bác, chỉ có 50.000 một cây thôi. Mọi gia đình đây các bác, đấy các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Như thế này chắc chắn đấy, nó kéo dài nhá. Đấy, quét. Lau chùi có thể uốn cong và bong lau mềm dễ hút bụi, nên không cần leo trèo tốn công bạn cũng dễ dàng quét sạch bụi bẩn trên cao. Bạn hãy đặt hàng ngay hôm nay để dọn nhà sạch sẽ mà đơn giản hơn nhé. Một cây chổi quét bụi trần thông minh có thể kéo dài như thế này chắc chắn sẽ rất cần thiết cho mọi gia đình. Đầu chổi có thể uốn cong và bong lau mềm dễ hút bụi, nên không cần leo trèo tốn công bạn cũng dễ dàng quét sạch bụi bẩn trên cao. Bạn hãy đặt hàng ngay hôm nay để dọn nhà sạch đó, sẽ mà lúc nào mà dùng xong mình có thể thu gọn vào. Và lúc nào mà dùng thì các bác kéo nó ra. Con này nó chiều dài kéo ra phải khoảng tầm gần 3 mét, tầm 2m7, 2m8 nhá, khá là dài luôn. Nói chung là quét vào trần nhà này. Còn nếu mà các bác không muốn thành cái chổi trần nhà thì các bác thu gọn vào thì thành một chiếc chổi lông xù. Ví dụ như các bác phải đồ những cái đồ dễ thấp này, đấy, phải bàn ghế sofa thứ là ok luôn nhá các bác nhá. Đấy, chổi lông xù và cái phần đầu có thể bẻ uốn cong các kiểu này. Giá thì đợt này đang giảm giá xả kho để các bác dễ mua trong dịp Tết luôn, chỉ có 50.000 thôi. 50k nhá, 50k cho một chiếc cây chổi trần nhà này. Đấy, cây chổi nhà 50k. Bác đó là cái mã hàng mic không dây, báo giá bác luôn 550.000 một cái bộ mic không dây này, bao ship cho bác luôn. Cái bộ mic không dây này thì nó sẽ gồm có hai cái nhá. Đấy, cái này thì em test rồi, nghe hay lắm. Hát hay gọi, hát nghe cực kỳ hay luôn. Sản phẩm thì sẽ là hàng mới nguyên hộp như này. Đó, đầy đủ phụ kiện full hộp cho các bác luôn. Về các bác xài rất ok nhá. Hàng này thì của Mỹ ạ. Đấy, thương hiệu đến từ Sure nhá, Sure. Made in USA, cực kỳ ok luôn này. Đây, đấy, thiết kế mic rất chắc chắn nhá, cực kỳ đẹp, tinh xảo luôn. Sẽ gồm có là hai mic nhá. Đấy, dòng này là dòng không dây. Không dây thì về các bác không cần phải dây dợ lằng nhằng, chỉ cần cắm cho em mấy cục kết nối vào, sau đó các bác bật mic là xào thôi, không cần phải dây dợ gì lằng nhằng. Nó tiện cái là không dây. Đấy, thì về các bác lắp cho em cái này vào này. Đấy, lắp cái này vào là nhìn lên rất ok. Đây, đấy, nó sẽ có hai cái, một cái hai cái hai màu khác nhau nhá. Đây, lắp luôn mà nhìn cho nó đẹp này. Đấy, quá đẹp luôn, lắp vào cái nhìn uy tín ngay. Đó, rất đẹp đấy nhá. Đây, hai mic này đi kèm với bác là pin của nhá, pin. Đấy, thì mic này mic không dây là xài chắc chắn là phải có pin rồi. Đấy, thì đi kèm cho bác là ba pin của nhá, ba pin thì sẽ có là hai pin cho hai mic và một pin cho cái cục kết nối không dây nha. Đấy, thì hướng dẫn các bác luôn này. Thì về các bác sẽ lắp cho em hai pin vào hai cái mic nha. Đấy, tháo ra. Ở đây nó có cái đấy, lắp cho em đúng đầu âm dương nhá. Đấy, lắp đúng đầu âm dương. Đấy, lắp đúng đầu âm dương. Cái này thì nó hơi căng chút, các bác về ấn vào. Đó, rồi. Sau đó là các bác ra bật mic test lên cho em này. Đấy, lên rồi nhá bác nhá. Lên rồi này. Đó, rất ok, rất là dễ sử dụng thôi. Đó rồi, các bác giữ lì thì sẽ bật, giữ lì sẽ tắt nhá. Đó thì các bác lắp cho cái đuôi này vào. Các bác xài thôi. Đấy, Su Made in USA này. Đấy là các bác lắp xong pin vào mic nhá. Tiếp theo là các bác lắp pin vào cái cục kết nối không dây cho em. Đấy, lắp pin vào đây. Đây, lắp đúng đầu pin nha, đây nó có cái hiển thị này. Đấy, lắp đúng đầu pin vào nhá. Nó sử dụng cái pin là pin 18650. Cái pin này thì rất là hay là các bác không phải thay thế gì. Các bác chỉ việc là sạc lại và các bác lại dùng thôi. Khi mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào dùng. Đấy, thì đây nó sẽ có nút on off này, bật lên cho em. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào cái âm ly hoặc là cái bộ thu phát tín hiệu ấy, các bác cắm vào để nó ra âm thanh nhá. Thì đây em sẽ test cho bác coi luôn. À, một cái hai nữa của cái sản phẩm này là toàn bộ nó dùng cái pin sẽ là cái pin 18650 thôi nhá. Đây, pin 18650 này. Cái pin này thì thị trường nó bán rất là nhiều. Ví dụ như sau này mà nó có hỏng pin thì các bác vẫn có thể thay thế cho em thoải mái luôn nhá. Và nếu mà các bác có nhu cầu muốn mua thêm cái pin này thì bên em đang bán một cái viên pin 18650 này. Bên em đang bán lẻ các bác là 20.000 một viên thôi nhá. 20.000 một viên, nếu mà các bác có nhu cầu dùng nhiều mua thêm. Còn không thì hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc các bác cắm vào cho em. Đây này, nó có cái cổng sạc DC 5V này. Đấy, đi kèm nó sẽ có là cái dây cáp sạc như này nhá. Cái dây cáp sạc này, lại các bác cắm vào đây. Sau đó là các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Đây này, đây là cái cục sạc Samsung nha, em đang xài này. Đấy, nếu mà các bác có nhu cầu mua cái cục sạc này để về sạc cho thiết bị các thứ hoặc là sạc cho cái mic này thì bên em đang bán cho bác là lẻ một cái cục sạc của Samsung nha. Giá sẽ là đi 30.000 một cục nhá. Lên mã cho em sẽ là cái cục sạc Samsung. Công suất của nó sẽ là 5V 2A, giá đang gửi bác là 30k một cái cục sạc nha. Đấy, 30.000 một cục nhá. Nếu các bác nhu cầu mua thêm. Đó thì đây, về thì các bác cắm trực tiếp vào cái cổng USB này.
Đấy, sau đó một cái đầu lại các bác cắm một cái mic là các bác sạc cho cái mic này rồi. Đấy, sạc đầy pin thì các bác lại lôi cho các bác sạc. Cái này anh thấy luôn nhá, hai cái đều có cổng sạc luôn. Và cả cái bộ kết nối này cũng có cổng sạc luôn này. Đây này. Toàn bộ đều thiết kế thông minh thôi. Là các bác sạc một lần và dùng được nhiều lần nhá. Và khi mà hết pin thì các bác lại mang ra các bác sạc, nó như kiểu là điện thoại thông minh bây giờ ấy. Hết pin thì các bác lại lôi ra sạc thôi. Dùng hết pin lại lôi ra sạc có thế thôi. Rất tiện dụng, không cần phải thay tháo nhiều lần. Đó, đây là trên này có nút on off bật tắt này. Đấy các bác bật tắt ở đây. Ở đây thì giữ lì cho em nhá. Đấy, giữ lì lên và các bác muốn tắt thì các bác giữ lì cho. Có thế thôi, rất là dễ dùng dễ dụng luôn. Và một cái rất là hay là đi kèm, nó sẽ có đi kèm cho bác một cái cổng kết nối như này. Đấy, cái cổng kết nối này để làm gì? Bình thường là các bác về cắm âm ly ấy, là các bác cắm trực tiếp cái này vào âm ly rồi cái bộ thu phát âm thanh nhà mình các bác cắm vào là các bác xài. Còn cái này thì ví dụ như là các bác có một cái loa Bluetooth ấy. Đấy, một cái loa Bluetooth ấy thì các bác cắm vào cho em. Và cái chân này còn lại, các bác xem cái loa Bluetooth nhà mình nó có cái cổng chân 3.5mm này không? Các bác cắm trực tiếp vào cái cổng 3.5mm là các bác xài. Đây ví dụ như em đang có một cái con loa Bomox 3 này. Đấy, nó có cái cổng chân AUX 3.5 này. Đấy thì các bác cắm trực tiếp vào cho em. Đây em bật loa cho bác coi. Đó. Đấy, sau đó các bác cắm vào cho em. Đó, các bác cắm vào. Sau đó các bác bật on lên nhá, nhá. On lên. Đó thì giờ em sẽ test mic cho bác này. Alo, lo lo lo. Đây nhá, đây, về thì các bác có cái một cái loa không dây nhà nhà này. Đây view đây em đang có một cái loa không dây này. Đấy, về các bác là đi kèm nó có một cái cổng kết nối 3.5 này. Các bác cắm trực tiếp vào cái phần tai nghe của cái loa này. Đây view em là cắm đây nhá. Đấy, cắm này. Đấy, nó sẽ nhận nha. Bắt đầu test này. Là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo 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 alo. Đấy. Rất ok nha. Đấy, nghe có độ vang các thứ đầy đủ luôn. Mic thu rất tốt luôn các nha. Đấy. Các bác nghe thực tế là em đang nói bằng mic luôn. Nghe rất ok luôn. Đấy. Cái này là bằng cái loa Bluetooth của nha. Về đó các bác cắm vào mic là nghe rất hay luôn. Đấy, về các bác cắm vào cái âm ly thứ nhà mình nhìn nhau hai nữa. Còn đây là loa mà nó đẩy lên nghe rất ok rồi. Bắt rất tốt, rõ ràng luôn. Rồi. Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình của Sốt Tiến Hiền các bác nhá. Đó, nghe rất ok. Rồi, đấy là thực tế về cái sản phẩm mic không dây này. Đấy, cái này thì em đang quay cái cách kết nối là bằng loa không dây Bluetooth này thôi. Còn nếu mà về thì về các bác cứ có âm ly, các bác cứ cắm trực tiếp âm ly mà xài nghe nó vẫn chuẩn hơn đúng không ạ? Đấy, cái này thì ví dụ như là mình cần hát di động ạ, cần di chuyển di động thì các bác cắm vào đấy để các bác xài. Vì ví dụ là trong trường hợp là những cái loa bây giờ là thường thường nó không có cái cổng to này thì các bác cắm vào cổng nhỏ thì nó sẽ đi kèm là một cái cổng chuyển đổi này thì về cũng khá là tiện. Đấy, về dùng rất hay luôn. Đó, cắm phịch vào cái. Thế là xong. Ok, rồi các bác nhá. Rồi mà chọn bộ như này đầy đủ phụ kiện. Về là các bác lắp vào là xài. Nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra test cho em thoải mái luôn. Nói chung là khá là ok đấy. Nghe hay, xịn, chất lượng. Hàng của Sure nhá, Made in USA. Đó, hai mic rồi là pin biếc, bộ kết nối không dây đầy đủ đi kèm luôn. Pin là pin sạc quá nhá, pin là pin sạc, không phải pin sử dụng một lần nên là có yên tâm nhá. Bộ này sẽ có giá là đi 450.000. Đấy, 450.000. À thì lỗ bác là 550.000 nhá, 550.000. Và bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy, bao ship bác luôn là một bộ đầy đủ nha. Đây, đấy bộ mic không dây, hai mic với nhá, hai mic 550k bao ship tại nhà bác luôn, hàng của Mỹ, rất xịn sò ngon lành. Đó. Rồi qua mã hàng tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã đèn cắm trại này, cái này dùng hay lắm. Đó, về các bác đi cắm trại, đi picnic, đi chơi này. Đấy, xa nhà không có điện lưới thì các bác dùng cái này cho em rất ok. Đó, ví dụ như là trong trường hợp mất điện các bác lấy con này cho em xài rất hay luôn. Đó. Thiết kế rất chắc chắn nhá, nhìn rất là đẹp, vừa decor trang trí, vừa làm đèn chiếu sáng, rất là xịn sò luôn. Toàn bộ thân đèn nha. Đấy, và có phần móc treo, đeo lên đeo lại rất ok, nhìn rất đẹp thẩm mỹ luôn nhá. Công tắc bật tắt đây, nó như kiểu dạng chip áp coi. Đấy đây. Các bác muốn tăng giảm độ sáng thì các bác điều chỉnh ở cái chip app cho em. Đấy, kèm công tắc luôn. Tạch cái lên này. Đấy, và chip app này tăng giảm độ sáng này luôn, tùy nhu cầu các bác sử dụng nhá. Rất hay. Và đi kèm là có một cái cọng dây cáp sạc. Con này nó sử dụng cái pin 18650 nhá. Pin này thì rất là phổ thông và dễ dàng thay thế rồi. Ví dụ như là có hỏng pin, hết pin thì các bác ví dụ có pin này thì các bác lại
lấy cục pin ra thay cục pin khác vào nếu pin này hỏng, hoặc là ví dụ như là pin này hết mà chưa kịp sạc lại thay pin khác nào. Thì bên em đang bán một viên pin 18650 nha. Nếu mà các bác muốn mua thêm thì đang bán bác là 20.000 một viên các bác nhá. Đó thì đang bán thêm cho bác là một viên này là 20.000 nếu các bác có nhu cầu mua thêm. Còn sẵn trong này nó có pin sẵn rồi. Thì hết pin thì các bác lại sạc vào và các bác xài thôi, có thế thôi, rất là dễ dàng sử dụng nhá. Giá thì bên em đang gửi bác là đi 90.000 một cái các bác nhá, 90.000 một cái. Lên mã cho em sẽ là cái đèn cắm trại, đèn cắm trại. Giá 90k. Đây. Chỗ này là cái cổng cáp sạc này. Đấy, về các bác kết nối cắm cái này vào đây. Sau đó là các bác cắm cái chân còn lại vào cái củ sạc điện thoại nhà mình ấy, nó sử dụng cái nguồn điện là 5V 2A. Về các bác có cái cục sạc điện thoại các bác cắm vào đây là các bác sạc nó rồi, có thế thôi. Sạc sạc đầy thì lôi ra dùng, hết pin thì các bác lại mang vào sạc, có thế thôi. 90.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn cắm trại nhá. Nhớ cho em mã giúp em là cái đèn cắm trại. Đèn cắm trại. 90k một cái đèn cắm trại nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái môi cơm inox này. Đấy, cái này rất là hay nhá, hàng mới về luôn đấy. Đó. Bình thường là các bác hay thấy những cái môi cơm nó bằng nhựa các bạn, bằng nhựa. Cái này là bằng inox này. Cái này thì em báo giá luôn nhá. Giá của em đang gửi bác là 50.000 một cái môi cơm inox này. Đấy, bình thường là các bác hay nhìn những cái môi bằng nhựa, nhưng con này là rất là hay, thiết kế rất hay, nó bằng inox. Đấy, Su 34. Về các bác cứ test 500 cho em thoải mái luôn. Inox thì các bác dùng yên tâm là rất là bền này. Thứ nhất là bền, và thứ hai là nó sạch sẽ. Đấy, sạch sẽ mà an toàn sức khỏe. Bình thường các bác dùng như môi nhựa là nó phải chuẩn cơ. Thì như chất liệu nhựa nó chuẩn thì các bác ví dụ các bác xúc cơm với đứa nó tiếp xúc với nhiệt nóng thì không lo, chứ còn các bác mà dùng những cái môi nhựa mà kiểu dạng vớ vẩn ấy là cái nhựa rất là độc, như thì các bác chuyển sang dùng cho em cái môi inox này. Thứ nhất là sạch sẽ, an toàn, ok. Đấy. Giá em đang gửi bác là 50k một cái môi cơm inox nha. Đó, giá thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ cái môi cơm inox nhá. Cực kỳ sạch sẽ và an toàn luôn. Các bác về xài chuyển sang cái hệ inox cho em. Đấy, hàng bên em mới về nên ôm lô số lượng có hạn đâu nhá, không có nhiều đâu. Đấy, về bán thử các bác này. Về các bác xài thử dùng rất ok luôn. 50.000 một cái này, dùng bền, an toàn sức khỏe mà chất lượng nhá. Su 34, nhận hàng cứ kiểm tra test 500 cho em thoải mái luôn, sạch sẽ ok. Sản phẩm tiếp theo thì đây, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng điếu ngải cứu này, hôm nay hàng mới shop tiếp tục về nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp điếu ngải cứu nhá. Một hộp là 10 điếu ngải cứu, về các bác xài. Thứ nhất là xài để mình lấy mùi thơm này. Đấy, cái này khi mà các bác ngửi cái mùi ngải cứu này rất là nhẹ người luôn. Đấy, tốt cho sức khỏe. Mà thứ hai là con này nó có tác dụng đuổi muỗi nhá. Đấy, xua đuổi muỗi, côn trùng rất là tốt luôn. Đấy, rồi là ví dụ như là nhà cửa lạnh lẽo, các bác thắp lên cho em một nén như này. Đấy, ấm áp nhà cửa ok luôn. Đó, nó là dạng điếu điếu to này nhá. Nó kiểu là cái điếu xì gà. Đấy thì bên em hay gọi là điếu ngải cứu nhá. Đấy, điếu ngải cứu. Trong này là sẽ có ngải cứu. Cái này về các bác không cần phải bóc gì cả, về chỉ việc là các bác đốt đốt lên, sau đó các bác gì thôi, sau đó các bác xà thôi. Thì đi kèm thì bên em sẽ có gửi kèm thêm cho bác là một cái đế như này. Đấy, một hộp này sẽ có kèm một đế nha, cắm nó vào đây. Đấy, cho các bác để lên nha, là các bác đốt trực tiếp cái đầu này thì nó có thế nó cháy dần là nó sẽ tỏa mùi hương ra rất là thơm. Đấy, rất nhiều công dụng nhá, tốt cho sức khỏe này, rồi là xua đuổi muỗi này. Đấy, xua đuổi muỗi, côn trùng, rồi là giúp nhà cửa ấm cúng. Đấy, rất ok luôn. Một hộp là 10 điếu luôn nhá. Giá thì siêu tốt bình dân luôn. Lên mã cho em sẽ là cái hộp điếu ngải cứu 10 điếu nhá. 10 điếu. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30k. 30k một cái hộp điếu ngải cứu này. Đấy, cứ lên mã cho em sẽ là điếu ngải cứu này. Điếu ngải cứu nhá. Đấy, chất liệu là toàn bộ là từ ngải cứu ạ. Ngải cứu từ thiên nhiên nên rất an toàn. 30k một hộp 10 điếu nha. Đấy, đi kèm sẽ có là một cái đế gỗ này để về các bác cắm cái điếu này vào, các bác đốt lên coi nhá. Đấy, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Ngải cứu đường muỗi thơm, phòng an toàn cho người dùng. Sản phẩm được làm từ kênh ngải cứu an toàn với nhiều công dụng như đuổi muỗi, diệt khuẩn không khí, mang lại cho bạn sự tĩnh tâm và giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon và sâu giấc hơn. Chất liệu thiên nhiên an toàn sức khỏe nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng và không lo vấn đề độc hại. Thích hợp sử dụng mọi nơi trong gia đình, mang lại mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu. Nhanh tay đặt hàng để nhận những ưu đãi đặc biệt từ shop nhé. Rất nhiều công dụng nhá. Đấy, đem lại sức khỏe này. Rồi là thông thoáng nhà cửa nhá. Thông thoáng nhà cửa, rồi là dùng rất nhiều công dụng khác nhau. Đấy, cho một cái không gian trong lành, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng của mình ngày cứu dùng rất là tốt cho sức khỏe luôn nhá. Đấy, thì ở đây một hộp là 10 điếu này, giá sẽ là 30.000 hộp nhá. 30.000 hộp. Lên mã cho cái hộp 10 điếu ngải cứu nhá. 30k. Một hộp 10 điếu ngải cứu đi kèm cho bác là một cái đế này nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái hộp điếu ngải cứu 10 điếu nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái chai dầu gió của Singapore, hàng mới xuất tiếp tục hàng về này. Đấy, về các bác bôi đau nhức người ngậm này, côn trùng đốt các thứ dùng rất là tốt luôn.
Một cái lọ này dung tích của nó sẽ là 24 ml, hàng cam kết chuẩn của Singapore luôn, made in Singapore, hàng xách tay nhá. Bản này xuất cho thị trường của Mỹ luôn này con này. Đấy, thị trường của Mỹ luôn, rất là xịn. Đó. Một hộp là 24 ml nhá. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra, mở ra, bóc rồi là test thử các thứ thoải mái cho luôn. Giá bên em đang gửi bác thì một cái lọ dầu gió nha. Đấy, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 lên mã cho em sẽ là cái lọ dầu gió nhá, lọ dầu gió của Singapore. Đấy, một lọ là 50.000. Một lọ dung tích là 24 ml thôi nhá. 24 ml, 50k một lọ dầu gió này coi nhá. Tiếp theo thì lại về tiếp tục, đó là cái mã hàng keo dán giày. Đấy, báo giá bác luôn, bán nhanh bác luôn, 20.000 một típ keo dán giày này. 20k một tít này. Lên mã cho em sẽ là cái keo dán chuyên để các bác dán giày, dán dép nó bị rách, bị đứt các thứ ạ. 20k một típ. Đấy, 20k một típ, các bác lấy 3 típ. Giá của nó sẽ là 50.000. Đấy, 50k cho 3 típ nhá. Đấy, 5 cái 3 típ, còn các bác lấy 1 típ để là 20k. Đấy, tùy nhu cầu nhá. Keo dán giày dán cực kỳ chắc luôn. Một típ này sẽ là 60 ml. Đấy, 60 ml, dùng rất ok luôn. Đấy, về các bác chuyên dùng để dán giày rách, dép rách bị đứt các thứ rồi. Các bác chuyên dùng để dán nhá. Hàng này thì bên em đang bán của nó sẽ là hàng đầu kim. Đây coi nhìn này. Hàng sẽ là cái hàng đầu kim này. Các bác dùng là yên tâm, nó để được lâu. Bình thường là những cái dạng đầu ấy là hay bị, các bác dùng hay bị bịt này. Đấy, nhưng con này nó là dạng đầu kim. Đấy, các bác không mà lo cái đầu nó bị bịt hay nó bị tắc các bác nhá. Nên là các bác cứ dùng cái các bác xỏ vào là nó sẽ thông cái đầu luôn. Đấy, lần sau là các bác có thể dùng được mà các bác yên tâm là để lâu được nhá. Đấy. Giá em đang gửi bác là một típ là 20.000. Lấy 3 típ sẽ là 50.000 nhá. Lên mã cho em sẽ là lọ keo dán giày. Đây các bác cùng xem thực tế video này. Giày bị cưa hỏng, đồ vật bị gãy để từng bộ vứt đi. Hãy thử ngay keo dán chuyên sửa giày, giày thể thao, giày da, keo nhựa, keo dán giày mềm, không thấm nước, kết dính chắc chắn và nhanh khô này để sửa lại xem nhé. Keo có độ kết dính cao, không thấm nước, không ăn mòn, không gây ố vàng, không hại da tay, không làm mòn giày hay đồ vật. Thiết kế vòi là lỗ kim giúp dễ dàng lấy lượng keo vừa đủ, không bị khô keo cũng không bị chảy ra ngoài. Keo khô ngay sau khi dán, giày không bị ố vàng hay khô cứng. Anh chị đặt ngay một chai. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, đấy là cái lọ keo dán giày 20k một típ nhá. Lấy 3 típ 50.000. Sản phẩm này cũng rất là nhiều bác hỏi này. Đó là cái bộ nồi Đức 6 món nha, bộ nồi Đức 6 món, hàng về shop tiếp tục hàng về này. Đấy, thì để phục vụ các bác cái dịp cuối năm các bác mua về để sử dụng gia đình các thứ này, rất ok luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá, báo giá luôn. Giá này thì gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. Lên mã em sẽ là cái bộ nồi Đức này, bộ nồi Đức. Bộ nồi Đức này thì bên em sẽ có hai hình thức thanh toán nhá. Các bác có thể chuyển khoản hoặc là mua trực tiếp ship code thôi nhá. Nếu mà chuyển khoản thì bên em sẽ tính cho bác sẽ là bao nhiêu nhỉ? 650.000 thôi nhá. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650k. Và các bác nếu mà các bác mua ship code, đấy ship code thì sẽ là đi ship code thì giá sẽ là 700, hai cái chênh nhau 50.000 nhá. Và các bác mua thì sẽ đều được bao ship luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn đấy, không có cái giá này đâu các bạn. Đó. Đây. Mong các bác coi bộ nồi nhá. Đấy, nó sẽ gồm có là 6 món này, 1 2 3 4 5 xong một chảo nhá, 5 xong một chảo và đầy đủ đi kèm là nó có vung nắp đậy hết đầy đủ hết luôn. Rất là xịn luôn. Hàng mới nguyên siêu, hàng của Đức này. Made in Germany này. Đó, made in Germany luôn nhá. Quá xịn sò luôn. Đây, đó, giấy giếc đầy đủ luôn này. 6 sản phẩm này, 1 2 3 4 5 6 này, đó. Hàng của Đức nhá, made in Germany. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650.000, còn các bác mua theo hình thức ship code thì sẽ là 700.000. Tùy nhu cầu nhá. Đấy thì em khuyên các bác thì các bác nếu mà các bác có tài khoản thì các bác nên chuyển luôn. Để bên em vừa gửi hàng nhanh và thứ hai là nó giá sẽ được giảm giảm các bác nhá. Giá sẽ được giảm đây. Đầu tiên sẽ là một cái song to này. Đấy, một cái song to nhá. Rất ok luôn. Hàng này của nó sẽ hàng 5 đáy, 5 lớp luôn này. Đấy, song to. Hàng này 5 đáy, 5 lớp đầy đủ hết luôn nhá. Vung là toàn bộ vung của nó đều là vung kính cường lực trong suốt luôn. Đây, vung kính cường lực trong suốt này, rất là xịn sò nha. Đây, đáy 5 lớp này. Đó. England này, đó, rất ok nhá. Chữ trước là dập chìm hết luôn ở trên cái phần đáy song này. Đấy, 5 lớp luôn nhá. Đấy, 5 lớp luôn. Quá dày, rất là chắn luôn. Con này thì các bác dùng thì cứ bao dùng bao xài ra đi. Không có gì phải chê về cái sản phẩm này cả. Em bán rất là nhiều rồi. Nó một thời gian bên em nghỉ không bán thì hàng nó cũng chưa đều. Đấy, đợt này thì hàng nó cũng đều rồi nên là sẽ nhập số lượng lớn về để bán cho bác luôn.
Đây, con này là con nhớ nhớ này, có vùng viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, có vùng viếc đầy đủ hết luôn. Đây một con này nữa này, đấy một con này nữa này. Thôi nói chung em quay lướt thôi, em không quay chi tiết đâu. Đó, vùng viếc nói chung là đầy đủ, vùng viếc đầy đủ hết luôn. Xong thì trực tiếp đây. Đấy, cái này con này nấu bột này, hoặc các bác úp bát mì thứ đấy rất ok, có tay cầm nhá, chắc chắn chất lượng luôn. Hàng bóng đẹp tuyệt vời luôn, sáng trưng luôn này. Đấy, dày dẫn chắc chắn lắm nhá, tay cầm đầy đủ luôn, có vùng viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đây, có vùng viếc ngon lành luôn này. Đó. Rồi đây là cái con chảo này. Đấy, trong cái bộ này là có một cái con chảo nhá. Chảo là có một lớp chống dính luôn. Đấy, chảo trong có lớp chống dính rất xịn sò. Đấy, con này đường kính chảo chắc có dơ khoảng tầm 25 cm nhá, dơ khoảng tầm 25 cm. Đấy, các bác dán xào nấu cho em thoải mái luôn nhá. Đó, hàng 5 đáy này. Đó, chữ chiếc đầy đủ ở cái phần đáy nồi này, chắc chắn. Bộ này thì các bác dùng thì yên tâm về bao dùng bao bền luôn. Đó, vùng viếc đầy đủ nhá. À, toàn bộ là đều có vung, 6 món là đều có vung hết luôn. Đây, 6 món là đều có vung hết đi kèm nhá. Sẽ gồm có là 1 2 3 4, 4 cái nồi này, 4 cái nồi có quay B này, một cái nồi có tay cầm như kiểu cái nồi nấu cháo này và một cái chảo rán luôn nhá. Tổng thì sẽ gồm có là 6 món hàng của Đức nhá. Đó. Vậy em báo giá lại một lần nữa này. Các bác chuyển khoản hết thì giá sẽ là 650.000. Đấy. Chuyển khoản hết. Chuyển khoản hết là 650k. Còn các bác ship code là giá sẽ là 700k. Giá này là em sẽ bao ship cho bác tất luôn nhá, ưu đãi cực kỳ luôn. Đấy, giá sẽ được bao ship cho bác tất luôn. Đó. Đấy thì các bác có nhu cầu về cái sản phẩm này thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với hai cái số điện thoại nhá, em đang gắn trực tiếp ở trên mình đây. Đấy, các bác cùng xem lại một lần nữa đây. Đấy, bộ nồi rất là đẹp luôn, hàng mới nguyên thùng nhá. Hàng các bác cứ kiểm tra sau đó các bác khui ra cho em. Bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Chuyển khoản 650.000, ship code 700. Hai giá này đều được bao ship hết luôn nhá. Đó thì các bác có thể tham khảo bộ này thì nói chung là cũng khá nhiều shop bán rồi và cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, các bác cũng xem rất là nhiều rồi. Bây giờ quan trọng chủ yếu là cái giá thôi. Đấy, cái giá thì nó tốt thì các bác mua nhá, xúc luôn. Đó. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ là nhiều bác hỏi là cái bộ nồi này có đun được bếp từ không? Đấy thì em nói luôn nhá, cái bộ nồi này thì các bác có thể đun các loại bếp luôn nhá. Đấy, từ bếp ga, bếp từ, bếp củi, bếp dơm, bếp hồng ngoại, tất cả các loại bếp luôn. Con này nó không kén bếp đâu nhá, không kén bếp đâu. Bếp nào các bác cũng đun được hết nhá, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nhá. Đấy, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn, nên các bác yên tâm là sử dụng thoải mái.